Xin trân trọng kính chào thầy Nguyễn Công Thái cùng toàn thể quý cô chú anh chị đang có mặt tại phòng Zoom vào sáng ngày hôm nay ạ. Mỗi buổi sáng chúng ta thật là may mắn đúng không ạ? Chúng ta được khơi thông dòng chảy năng lượng với bài tập yoga cùng cô Ngân Lê xinh đẹp. Trước khi mà em Nam mở video cho cả nhà cùng bước vào bài tập thì em cũng xin được thông tin là chương trình chúng ta có một cái sự thay đổi nhỏ và bắt đầu vào thứ hai tuần sau vào lúc 4:30 thì xin mời quý thầy cô quý cô chú anh chị chúng ta vào Zoom để sau đó là liền một mạch chúng ta sau bài nhạc Bonobono là chúng ta sẽ bắt đầu bài tập khơi thông dòng năng lượng sống luôn nhé cả nhà. Rất là xúc động và rất là tràn đầy năng lượng đúng không ạ? Em xin chào mừng quý thầy cô quý cô chú anh chị, chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập yoga sáng nay. Có thể em cũng xin được thay mặt cho ban tổ chức và các bạn kỹ thuật xin gửi lời xin lỗi đến tất cả quý cô chú, quý thầy cô vì sáng nay chúng ta có một cái vài trục trặc nhỏ về âm thanh nên chúng ta lúc đầu tiên là không được nghe cái âm thanh trong video đúng không ạ? Rất là xin lỗi vì những cái trục trặc nhỏ này vì do chúng ta đang trong quá trình thay đổi và cái Zoom mới. Rất là nhiều trái tim xanh gửi đến được cô Ngân Lê đúng không ạ? Vô cùng biết ơn cô mỗi buổi sáng được nghe những cái lời dẫn rất là dễ dàng, rất là tràn đầy năng lượng và yêu thương từ cô để chúng ta có thể bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ đến nghi thức gì tiếp theo vậy cả nhà? Bây giờ chúng ta sẽ mở cuốn sổ tay 30 ngày hành trình kiến tạo kim cương và chúng ta sẽ đến với trang 26 để cùng nhau đọc bản tuyên ngôn cho một năm rực rỡ. Hay là học xin phép được cùng với lại cả nhà cùng đọc bản tuyên ngôn, một bản tuyên ngôn rất là hay đúng không ạ? Alo, em Nam ơi, mình có poster không em? Đúng rồi, chúng ta sẽ thực hành đọc biết ơn và đọc bản tuyên ngôn ạ. Và chúng ta sẽ đọc bản tuyên ngôn xong thì chúng ta sẽ cùng với thầy Thái thực hành lòng biết ơn. Nhưng mà vậy thôi Hợp sẽ xin phép cả nhà là chúng ta sẽ cùng nhau mở quyển sổ 30 ngày hành trình kiến tạo kim cương và chúng ta sẽ cùng nhau đọc bản tuyên ngôn. Xin phép hôm nay cho em được được đọc bản tuyên ngôn ạ. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Hôm nay tôi sẽ trỗi dậy vươn cao hơn và làm những điều lớn lao hơn. Tôi nghĩ về những điều tuyệt vời. Tôi nói những lời nói tốt đẹp và hành động của tôi sẽ truyền cảm hứng cho những người xung quanh tôi để họ tìm thấy phần tốt đẹp của mình. Tôi sẽ là hình mẫu về làm chủ cuộc đời. Tôi tập trung vào các cơ hội của mình trong ngày hôm nay, hết sức nguyên tắc để nói không với những điều thứ yếu. Tôi bỏ ra 1 giờ trong ngày cho dự án thay đổi cuộc chơi của tôi trong năm nay. Tôi dành thời gian để chăm sóc vóc dáng và sức khỏe, ăn những món ăn lành mạnh và bổ dưỡng, học những ý tưởng mới để nâng tầm cuộc chơi. Nhờ đó tôi khiến mình trở nên tốt đẹp hơn. Tôi hiểu rằng người thành công là những người tràn đầy đam mê và yêu thích sự phát triển bản thân. Vì tôi có thể làm được điều nhiều hơn thế nên tôi sẽ đạt nhiều hơn thế. Tôi nhận ra công việc của mình như một lời kêu gọi và cuộc đời tôi là một sứ mệnh. Tôi nguyện cống hiến cả cuộc đời để trở thành biểu tượng trên lĩnh vực mà mình lựa chọn. Tôi sẽ khiến mọi người trở nên tốt đẹp hơn sau khi tôi mới gặp họ và cùng nhau xây dựng một cuộc đời khiến cho mọi người kinh ngạc ở giây phút cuối. Chắc chắn sẽ có lúc vấp ngã, nhưng tôi hiểu rằng thành công là phải trải qua một quá trình và vì vậy phải đứng lên, phải làm lại, phải nhanh hơn và phải tốt hơn nữa. Cuộc sống vốn rất tuyệt diệu. Tôi sở hữu một trái tim tràn đầy lòng biết ơn và một ý chí sắt đá cho phép tôi biến tất cả những giấc mơ xa vời nhất thành hiện thực. Đây là một năm tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của tôi và tôi sẽ không bao giờ lùi bước. Tôi chọn giấc mơ tôi. Tôi ngay thẳng, chính trực, yêu thương. Tôi trí tuệ, giá trị, phụng sự. Tôi biết ơn, yêu thương, hạnh phúc. Tôi cam kết, phụng sự, chính trực. Tôi hạnh phúc, thịnh vượng, bình an. Tôi sống rất tuyệt vời. Em xin cảm ơn cả nhà đã cùng em
đọc qua bản tuyên ngôn cho một năm rực rỡ. Rất là hay và rất là xúc động phải không ạ? Dạ vâng. Trang xin chào thầy Thái, kính chào tất cả quý thầy cô và anh chị em. Lâu lắm rồi mới được ngồi cùng thầy Thái vậy. Rất là biết ơn thầy Thái, rất là biết ơn thầy Thái đã cho chúng ta một cái nhân duyên quá là đẹp đúng không ạ? Người ta nói rằng á, là khi mà chúng ta thực hành cái lòng biết ơn á, là sẽ có 1.000 cái cánh cửa thành công mở ra cho cuộc đời chúng ta. Và thầy Thái đã tạo ra một cái môi trường và luôn luôn nhắc nhở chúng ta về cái việc thực hành lòng biết ơn. Và bây giờ thầy đưa ra một cái chương trình để mà chúng ta biến cái lòng biết ơn đó trở thành từng cái tế bào ở trong cơ thể của mình, trở thành một cái phần, trở thành một cái phẩm hạnh ở trong 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 chính chúng ta. Thì đó là 99 ngày thực hành lòng biết ơn đúng không ạ? Quá là tuyệt vời, rất là biết ơn những cái nỗ lực của thầy để mà trợ giúp cho cộng đồng để đạt được những cái thành tựu ở trong cuộc đời của mình. Khi chúng ta thực hành lòng biết ơn là 1.000 cánh cửa thành công mở ra cho mình. Cho nên là rất là chúc mừng quý cô chú anh chị em mà có đủ cái nhân duyên để mà đi cùng với cộng đồng xe ở trong cái hành trình như thế này. Cái hạt giống mà để chúng ta có được cái nhân duyên này, cái hạt giống mà để cho chúng ta có được cái nhân duyên thực hành lòng biết ơn hay là học về những cái hiểu biết về trí tuệ nhân quả như thế này, đó là một cái hạt giống đắt giá nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Đó là cái hạt giống mà phải nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã phải tu tập, chúng ta đã phải làm rất nhiều những cái điều tốt đẹp ở trong nhiều cái kiếp sống thì chúng ta mới có được cái hạt giống này, nó mới được trổ ra và chúng ta mới có được những cái nhân duyên, những cái cơ hội như thế này. Cho nên là mỗi khi mà chúng ta đối mặt với những cái vấn đề ở trong cuộc sống, mỗi khi mà chúng ta đối mặt với những cái khó khăn, những cái thử thách thì hãy nhớ rằng là mình có mặt ở đây có nghĩa rằng là mình đã có một cái hạt giống mà đắt giá nhất mà không phải ai cũng có được. Được không ạ? Thì khi đó chúng ta sẽ thấy tinh thần của chúng ta khác, chúng ta sẽ thấy là những cái suy nghĩ của chúng ta nó sẽ đổi khác, và chính những cái suy nghĩ đó, cái tinh thần đó mà đổi khác thì cuộc đời của chúng ta sẽ đổi khác ạ. Rất là biết ơn quý cô chú anh chị em, rất là biết ơn thầy Thái, biết ơn cả nhà mình. Bây giờ Trang xin phép để đi vào một cái chiều rộng mới của lòng biết ơn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái chiều rộng mới của lòng biết ơn và chúng ta gọi đó là ngàn lớp biết ơn. Chúng ta bắt đầu học tới cái cách mà chúng ta biết ơn những cái điều mà mình không nhìn thấy được, mình không nhìn thấy một cách rõ ràng. Chúng ta hồi trước giờ chúng ta nói là chúng ta biết ơn ai làm cái điều gì đó tốt đẹp cho mình thì mình biết ơn, mình nhìn thấy rõ ràng đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ chúng ta phải dùng tới tư duy logic của mình, dùng tới cái sự hiểu biết của mình để mà chúng ta thực hành lòng biết ơn với những điều chúng ta không có nhìn thấy được. Bởi vì khi mà lòng biết ơn của bạn nó rộng, nó trải rộng đến đâu thì lãnh thổ của chúng ta mở ra đến đó. Cho nên là khi mà chúng ta thực hành lòng biết ơn theo cái chiều rộng như thế này, chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có vô vô tận những cái kết nối, và vô tận những cái kết nối ở dưới dạng năng lượng này, vô tận những cái kết nối ở dưới dạng những cái cảm xúc cao đẹp này, nó sẽ cho chúng ta vô tận những cái cơ hội, những cái nhân duyên ở trong cuộc đời của mình để cho cái sự thành công của mình. Và rất là cảm ơn quý cô chú anh chị em. Bây giờ Trang xin phép được chia sẻ cái màn hình nhé. Rồi, hôm nay là chúng ta đi vào cái buổi thứ năm, là chúng ta học về ngàn lớp biết ơn và biết ơn những cái điều mà mình không nhìn thấy được. Và Trang xin phép được kể một cái câu chuyện gọi là câu chuyện bánh sừng bò. Đây là cái câu chuyện mà thầy Michael Ross hay dùng là một cái ví dụ, và thầy cho chúng ta hãy ngồi đó tĩnh lặng và chiêm nghiệm về cái câu chuyện này, thì đó gọi là cái bài thiền bánh sừng bò. Cái này thì thầy Thái, cô Ân Thúy Nga được cùng với Trang đã từng thực hành cái bài thiền bánh sừng bò này đúng không ạ? Khi mà thầy thầy Michael Ross đi qua Pháp á, thì châu Âu á, là nổi tiếng về cái bánh sừng bò này. Nếu mà bạn có dịp đến Pháp và bạn thử bạn ăn một cái bánh sừng bò này ở Pháp thì bạn biết cái sự khác biệt của nó. Và ở Pháp thì nó có một cái tiệm bánh đó, nó ở cách xa trung tâm. Dĩ nhiên là chỗ nào trên nước Pháp, gần như là chỗ nào trên nước Pháp, bất kỳ bạn bước vào một cái tiệm nào, dù đó là một cái tiệm cà phê hay là một cái quán ăn hay cái gì, thì luôn luôn có cái món này, đa phần là có cái món này, đặc biệt là các quán ăn mà của châu Âu đó.
thì thầy mới nhờ một cái người tài xế taxi đó để chở thầy đi đến một cái tiệm mà người ta nói rằng là nơi đó có bán cái bánh sừng bò ngon nhất thế giới. Và khi mà cái xe chở thầy đi đi đến đó thì cái người lái xe đó mới chở đi qua một cái quãng đường rất là dài mới tới được cái tiệm đó. Và khi vào cái tiệm đó đó thì thấy là rất là đông khách, và thầy chờ ở trong đó và cuối cùng là mua được mấy cái bánh sừng bò. Và khi đi lên xe đó thì thầy mới tặng lại cho người 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 lái taxi ấy, một cái. Và cái anh này ảnh nhận cái bánh, rồi cái người trợ lý của thầy cũng cũng cầm cái bánh và ăn. Và một cái bánh sừng bò thì nó nhỏ như thế này và có thể ăn trong vòng 1 phút rưỡi tới 2 phút là xong cái bánh đó. Và cái người tài xế nó rất là ngạc nhiên, hỏi là ông đi một cái quãng đường dài như vậy, trả nhiều tiền taxi như vậy chỉ để mua mấy cái bánh sừng bò này thôi hay sao? Và thầy Michael Roach mới nói về cái quy trình người ta làm cái bánh sừng bò này. Và từ đó đó thì nó thì cái quy trình đó, khi nghĩ về cái quy trình đó thì chúng ta hiểu được là chúng ta có thể thiền ở trong cái bài thiền bánh sừng bò này. Chúng ta có thể dùng đây như là một cái ẩn dụ, một cái ví dụ để mà chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta hiểu ra được cái ý nghĩa của cái việc là cái lòng biết ơn mà nó đi rộng hơn, nó ngàn lớp là như thế nào. Thì Trang sẽ chia sẻ sơ sơ cái quy trình để làm một cái bánh sừng bò như thế này. Khi mà người ta bắt đầu bánh sừng bò thì nó làm được kết hợp nhiều thứ, có bột mì nè, có trứng nè, có sữa nè, có bơ lạc nè, có muối nè, có đường nè, có bột nở nè. Đó là những cái thành phần của một cái bánh. Và để làm một cái bánh sừng bò này đó thì cái người đầu bếp, cái người làm bánh này nè, họ phải nhồi bột. Và họ nhồi bột á, thì họ bỏ sữa, bỏ đường, bỏ muối, bỏ này kia vô để mà họ nhồi bột á. Thì thông thường là họ nhồi bột khoảng 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng đồng hồ, chỉ để nhồi cái bột thôi, nhồi cho đến khi mà cái bột này nó không còn dính vào tay của mình nữa. Là cái người làm bếp á, cái người làm cái bánh này là họ phải mất từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để nhồi bột. Và sau khi mà họ nhồi bột xong á thì họ họ bắt đầu họ để cái bột này vào trong cái tủ lạnh để mà cho cái bột nó được nghỉ ngơi ở trong đó. Và trong cái quá trình mà mấy tiếng đồng hồ mà bột nghỉ ngơi ở trong đó đó thì họ bắt đầu họ lấy bơ họ cán ra, họ cán bơ ra. Xong rồi sau đó đó là họ sau khi mà bột này nó đã nở ra, nó đã nở đủ rồi, nó nở lên gấp đôi rồi thì họ mới lấy cái bột ra lại và họ bắt đầu họ cán cái bột thành từng cái miếng. Họ cán từng miếng như vậy và họ họ cán xong rồi họ đặt cái bơ cũng cán ra từng miếng, rồi họ để bơ lên, rồi họ bắt đầu họ cán đi cán lại, cán đi cán lại. Và một cái quy trình cán như vậy á thì nó một lần cán như vậy á thì nó mất một cái khoảng thời gian, và một cái bánh sừng bò mà được tạo ra đó nó mất 6 cái quy trình cán như thế này. Cứ mỗi lần xong một cái quy trình cán thì người ta phải để cái bột này trở vào trong tủ lạnh cho nó nghỉ ngơi trong đó nửa tiếng. Rồi người ta lại lấy ra, người ta cán lần thứ hai, rồi lại để vào cho nó nghỉ ngơi nửa tiếng, rồi lại lấy ra cán lần thứ ba, rồi lại cứ như vậy, liên tục 6 lần như vậy. Và 6 cái lần cán với những cái lần gấp với cả bơ với cả bánh, tổng cộng là khoảng 993 lần cán bột và 900 mấy mươi lần cán bơ, để mà 992 lần cán bơ hay cái gì đó, người ta phải để vô như vậy. Và sau đó là người ta phải để cái bánh này, để cái bột này trở vào tủ lạnh qua đêm. Và ngày hôm sau thì người ta lấy ra rồi người ta mới bắt đầu cắt bánh và cuộn nó lại thành cái hình cái sừng mà mình thấy đó. Và sau khi cuộn xong phết trứng này kia lên, rồi người ta lại phải để nghỉ 60 phút ở trong tủ lạnh. Và trong cái quá trình đó thì vừa 50 phút xong thì cái người làm bếp đó phải bắt đầu bật bếp lên và chờ cái bếp trong vòng 10 phút, sau đó là bắt đầu mới lấy từng cái bánh đặt vào đó và nướng nó trong vòng 20 phút. Đó là một cái quy trình để mà làm ra một cái bánh sừng bò. Và cái quy trình đó, sau khi làm xong cái bánh sừng bò thì chúng ta có thể ăn nó trong vòng 1 phút rưỡi. Và thường là khi chúng ta ăn thì chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ được là cái người đầu bếp này họ đã mất bao nhiêu thời gian để mà họ làm cái bánh sừng bò này cho chúng ta. Họ đã dành bao nhiêu thời gian của cuộc đời họ chỉ để làm ra một cái bánh sừng bò này cho chúng ta. Chúng ta không có nghĩ tới cái chuyện đó. Tương tự như vậy, ở trong này á, nó có bột mì. Chúng ta hình dung coi là như vậy thì làm sao chúng ta có được bột mì?
À, phải có ai đó bán bột mì và cái người đầu bếp này đi mua bột mì chứ, đúng không ạ? Và ai đó đã bán bột mì, và ai đó đã vận chuyển bột mì, và ai đó đã trồng cây lúa mì, và ai đó đã phải chăm sóc, đã phải cày xới, ai đó phải tạo ra máy cày, tạo ra phân bón, ai đó đã phải làm tất cả những cái quy trình đằng sau đó thì mới có bột mì. Và mới có bột mì thì đầu người đầu bếp mới mua được bột mì, và người đầu bếp mua được bột mì thì mới làm ra được cái bánh sừng bò để mà cho chúng ta thưởng thức. Và rồi nó không chỉ có bột mì không thôi, nó còn có sữa, nó còn có đường, nó còn có men, nó còn có bao nhiêu thứ, nó còn có trứng, nó còn có bao nhiêu thứ ở đằng sau. Như vậy thì để ăn một cái bánh sừng bò trong vòng 1 phút rưỡi, có bao nhiêu con người, có bao nhiêu chúng sinh, có bao nhiêu thứ mà chúng ta cần biết ơn ở đằng sau đó. Và nếu như mà chúng ta trước khi ăn, chúng ta dành một vài phút của mình để chiêm nghiệm về cái điều đó. Chúng ta chỉ cần ngồi đó, chúng ta chiêm nghiệm về điều đó để chúng ta ăn với tất cả lòng biết ơn của mình. Thì đó là một cái bài thiền mà chúng ta có thể làm mỗi ngày. Khi mà chúng ta mỗi buổi sáng thức dậy, khi mà chúng ta bắt đầu bữa ăn sáng của mình, khi mà chúng ta bắt đầu, chúng ta thức dậy thôi, mở mắt ra thôi, chúng ta được nằm trong một cái căn phòng êm ấm, chúng ta được nằm trên một cái gối, ai đó đã tạo ra cái gối này, ai đó đã tạo ra cái mền này, bao nhiêu con người đằng sau đó để chúng ta biết ơn. Như vậy nếu mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của cái bài thiền bánh sừng bò này thì chúng ta thấy rằng là không có cái gì ở trên thế giới này mà không xứng đáng với lòng biết ơn của mình hết. Không có cái gì mà không có một cái khoảnh khắc nào trong cuộc đời mình mà mình không biết ơn hết, mình không cần phải biết ơn hết. Bởi vì tất cả mọi thứ ở xung quanh của chúng ta đều là những cái để mà chúng ta phải biết ơn, bởi vì nếu không thì chúng ta không có cái đó. Nếu không chúng ta không có. Nếu không thì chúng ta cũng không có cái giường để nằm, chúng ta không có cái gối để nằm, chúng ta không có cái mền êm ái như thế này, chúng ta không có gì hết á. Cho nên là đây là một cái cách để mà chúng ta mở rộng cái lòng biết ơn của mình. Và như vậy, cái ý nghĩa của cái bài thiền này, cái này nó như là một cái công cụ. Chúng ta nghĩ về nó như một công cụ, và chúng ta hay gọi nó là cái gì cũng được, bài thiền phở cũng được, bài thiền hủ tiếu cũng được, bài thiền bún bò cũng được. Chúng ta có thể dùng bất kỳ một cái gì để mà chúng ta chọn, để mà như là một cái biểu tượng, như là một cái hình tượng để nhắc nhở chúng ta, để chúng ta luyện tập những cái cơ bắp biết ơn trong tâm trí của mình. Vì sao chúng ta cần phải luyện tập những cái cơ bắp biết ơn? Cái lòng biết ơn á, nó cũng giống như là chúng ta, cái cơ bắp của mình á, khi mà chúng ta không luyện tập cái cơ nó sẽ mất đi, đúng không ạ? Ở đây ai mà tập gym thì biết, chỉ cần không luyện tập một thời gian thì cái cơ của mình nó sẽ mất đi, nó ở đó, nhưng mà khi bạn luyện tập thì nó mới có lại, còn nếu mà không luyện tập nó sẽ mất đi. Và cái cơ bắp mà trên cái cơ thể vật lý của chúng ta đó, chúng ta một cái cơ bắp mà được coi là trưởng thành là ở cái độ tuổi khoảng 29, 29, 30 tuổi, là lúc đó là cái cơ bắp mà được hoàn thiện nhất. Và cơ bắp là cái mà nếu như mà chúng ta không xài nó sẽ mất, và khi mà chúng ta xài lại thì dù ở độ tuổi nào nó cũng trả cho chúng ta trở về ở cái độ tuổi mà sung mãn nhất, cái độ tuổi mà trưởng trưởng thành hoàn hảo nhất. Cho nên á, một cái người mà họ ở cái độ tuổi 70, 80 mà nếu như mà họ bắt đầu luyện tập thì cơ bắp nó cũng sẽ trở lại như cái thời mà họ ở cái độ tuổi 20, 30. Vậy thì cái cơ bắp của lòng biết ơn cũng tương tự như vậy. Cái cơ bắp của lòng biết ơn á, là nó là một cái khái niệm ở trong tâm trí của chúng ta. Lòng biết ơn cũng cần phải được thường xuyên luyện tập và thường xuyên nhắc nhở. Thì khi mà chúng ta thường xuyên luyện tập, chúng ta thường xuyên nhắc nhở thì chúng ta sẽ có những cái cơ bắp biết ơn mạnh mẽ ở trong tâm trí của mình. Và khi mà chúng ta có cái điều này ở trong tâm trí của mình thì chúng ta trở thành một cái người mà tràn đầy lòng biết ơn, và chúng ta tạo ra một cái thế giới ở xung quanh mình là thế giới của cái lòng biết ơn. Đúng không ạ? Khi mà chúng ta hiểu về đầu tiên chúng ta bắt đầu thực hành cái lòng biết ơn, có thể là chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải tập, chúng ta phải bắt đầu, nó rất là khó khăn. Cái lần đầu tiên nó giống như là phá băng ở trong mình vậy đó, trước giờ mình không có cái thói quen này, nhưng mà mình bắt đầu mình khởi động với nó. Và sau khi mình khởi động với nó một thời gian rồi thì nó hình thành một cái thói quen. Cũng giống như thầy Thái cho chúng ta 99 ngày để chúng ta khởi động, để chúng ta phá băng, để chúng ta bước ra khỏi những cái lý thuyết đầy ắp trong mình nhưng mà mình không có cái sự thực hành.
mình không luyện tập được cái cơ bắp biết ơn này. Cho nên là chúng ta bắt đầu vào cái việc là chúng ta thực hành, thì cái lòng biết ơn nó bắt đầu, những cái cơ bắp nó bắt đầu nó được xây dựng từ từ, dần 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 dần. Và khi mà nó hình thành thói quen rồi thì nó bắt đầu nó tạo ra được một cái môi trường. Chúng ta biết về cái nguyên tắc của cái luật hấp dẫn đúng không ạ? Khi mà bạn tràn đầy cái lòng biết ơn, bạn thực hành và nó thành một cái thói quen của bạn, thì lúc đó tự nhiên bạn sẽ thu hút được, hoặc là bạn sẽ làm ảnh hưởng được đến tất cả những cái người xung quanh bạn, và họ cũng bắt đầu thực hành lòng biết ơn. Chúng ta sẽ thấy cái điều kỳ diệu đó, đó là cái quy luật cộng hưởng của vũ trụ này. Và khi mà xung quanh mình, cái thế giới xung quanh mình mà mọi người bắt đầu thực hiện cái lòng biết ơn, thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái hạt giống vô giá cho cuộc đời của mình và cuộc đời của những người khác. Bởi vì lúc này thì cái cuộc đời của chúng ta hoàn toàn thay đổi, tương lai của chúng ta hoàn toàn thay đổi bởi những gì mà chúng ta gieo của ngày hôm nay. Đó là cái công cụ tuyệt vời, và cái công cụ này chúng ta thực hành rất là dễ đúng không ạ? Bất kỳ lúc nào, bởi vì xung quanh chúng ta luôn luôn có những cái điều để chúng ta biết ơn, và để chúng ta nhìn ở cái góc độ mở rộng, nhìn ở những cái mà mình không nhìn thấy được. Và chúng ta dùng cái tư duy logic của mình để suy luận. Bởi vì nếu có một cái tô phở ở đây thì chắc chắn phải có ai đó đã làm ra cái điều này chứ. Đúng không ạ? Bạn ăn một cái cọng rau ở đây, chắc chắn ai đó đã phải trồng cái rau này chứ. Bằng cái suy luận logic của mình và bằng cái sự hiểu biết của mình, với cái trí tuệ biết ơn này, chúng ta sẽ lần 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 ra, và chúng ta sẽ có vô vàn những cái kết nối biết ơn ở đây. Như vậy thì chúng ta thấy là một đối tượng đơn giản thôi, đó là một cái bánh sừng bò thôi, nhưng mà đã có hàng bao nhiêu con người ở đằng sau để mà tạo nên nó. Vậy thì trong một ngày của mình, trong một ngày của một cái ngày sống của mình đó, có bao nhiêu đối tượng đang phục vụ cho một ngày sống của chúng ta? Có bao nhiêu con người, bao nhiêu đối tượng ở đằng sau đó mà đang phụng sự cho cái sự sống này của chúng ta? Đó là cái cách mà để chúng ta hình dung, để chúng ta thấy rằng là chúng ta sống ở trên cái thế giới này, lòng biết ơn là một cái điều vô cùng cần thiết, vô cùng cần thiết. Bởi vì chúng ta không có ai trên thế giới này mà nằm ngoài cái sự biết ơn của chúng ta được cả. Bởi vì một kiểu gì đó nó sẽ có một cái mảnh ghép, một cái sự kết nối để mà chúng ta chăm sóc qua lại cho nhau, chúng ta phục vụ cho sự sống của nhau, đúng không ạ? Cho nên đó là lý do vì sao chúng ta cần thực hành lòng biết ơn. Và sức mạnh của hạt giống biết ơn nó nằm ở sự kết nối. Nó nằm ở sự kết nối. Cho nên 1.000 lớp biết ơn là một cái hạt giống vô cùng chất lượng ở trong tâm trí của chúng ta. Ngày nào chúng ta cũng biết ơn thì tâm trí của chúng ta tràn đầy lòng biết ơn, trái tim của chúng ta tràn đầy lòng biết ơn, thì chắc chắn rằng là không thể nào mà cái cuộc đời của chúng ta mà nó thiếu đi cái sự may mắn được. Và cái mà chúng ta không nhìn thấy thì nó lớn hơn rất 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 nhiều lần so với cái mà chúng ta nhìn thấy. Chúng ta có thể nhìn thấy một cái người đầu bếp họ nấu cho chúng ta một cái bữa ăn, nhưng mà chúng ta không thấy rằng bao nhiêu cái con người, hàng ngàn cái con người ở đằng sau đó đang phục vụ cho cái sự sống này của mình. Nếu không có những cái con người đó thì chắc chắn cái người đầu bếp này cũng không thể có tất cả những cái nguyên liệu ngon lành này để mà tạo ra cái bữa ăn cho mình, đúng không ạ? Cho nên là cái ở đằng sau đó vô cùng lớn. Và sau này chúng ta sẽ hiểu rằng là chính cái đằng sau đó, nếu mà chúng ta kết nối được, thì chúng ta có một cái sức mạnh vô cùng lớn. Bởi vì cái chúng ta không nhìn thấy bao giờ nó cũng lớn hơn hết, bao giờ nó cũng lớn hơn hết cái mà chúng ta nhìn thấy. Cái sức mạnh ở bên trong chúng ta cũng vậy. Cái mà chúng ta không nhìn thấy ở bản thân mình, ở cái năng lực của mình, cái chúng ta chỉ nhìn thấy là quá khứ của mình, à mình làm được cái chuyện này, mình làm được cái chuyện kia, mình làm được cái chuyện nọ, và chúng ta tưởng đó là tất cả rồi. Trong khi cái tiềm năng thật sự của chúng ta là cái chúng ta không nhìn thấy đó, nó lớn hơn vô cùng, vô vàn. Cho nên đó là lý do vì sao mà chúng ta tập một cái thói quen để mà chúng ta nhận thức về những cái không nhìn thấy được. Thì khi đó nó sẽ mở ra cho chúng ta những cái sự hiểu biết mới, và cái sự hiểu biết này là vô tận. Và chúng ta phải dùng một cái tâm trí rõ ràng, một cái tư duy logic để mà chúng ta nhận diện theo cái chiều sâu như thế này, đúng không ạ? Và mọi con người ở trên thế giới này có mặt là để cho cái sự tồn tại của mình và để cho cái sự vĩ đại của mình. Chúng ta thì bé nhỏ, thế giới này thì rộng lớn. Nếu như mà không có cái sự tồn tại của tất cả những cái người khác ở trên thế giới này thì chúng ta không là ai cả. Nhưng mà nhờ vào cái sự tồn tại đó thì chúng ta mới là ai. Cho nên đó chính là cái điều con người tồn tại, là để cho cái sự vĩ đại của chúng ta, cho nên xứng đáng với lòng biết ơn của chúng ta, không ạ?
thế giới tồn tại để làm cho bạn trở nên vĩ đại. Nếu không có cái sự tồn tại của thế giới này, chúng ta không có làm được gì hết. Nhưng mà nhờ vào sự tồn tại này, nhờ vào ai đó đã tạo ra cái Zoom này, nhờ vào ai đó đã ngồi, đã viết ra những cái phần mềm, nhờ vào ai đó đã sáng tạo ra cái máy tính này, đã sáng tạo ra tất cả những cái công cụ này để cho chúng ta trở nên vĩ đại, để cho chúng ta kết nối, để cho chúng ta hiểu biết hơn, để chúng ta có trí tuệ hơn, đúng không ạ? Cho nên thế giới này tồn tại là để cho sự vĩ đại của chúng ta. Và chúng ta vĩ đại bao nhiêu là tùy vào lựa chọn của mình, tùy vào cái quyết định của mình. Và như vậy, luôn luôn nhắc mình hãy nhớ rằng là không ai trên thế giới này mà không xứng đáng với lòng biết ơn của chúng ta cả. Và vì tất cả mọi người ở trên thế giới này đều xứng đáng với lòng biết ơn của chúng ta, vậy thì khi mà chúng ta bước ra ngoài kia, chúng ta gặp những cái điều bất như ý, chúng ta gặp một cái câu nói mà không vừa lòng mình, chúng ta gặp những cái gì mà chúng ta đi đường và có ai đó lỡ chạm vào chúng ta, lỡ quẹt xe vào chúng ta, lỡ làm một cái gì đó, chúng ta có ở đó chúng ta oán trách, chúng ta có ở đó để mà chúng ta sừng sộ lên, để mà chúng ta gây hấn, chúng ta có ở đó để mà chúng ta bắt đầu chúng ta nhìn ở một cái góc độ tiêu cực hay không? Hay là chúng ta biết rằng là tất cả những cái con người này, những nhân duyên này, họ xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều có lý do, đều là để cho cái sự vĩ đại của chúng ta. Vậy thì có thể có người, mỗi người sẽ xuất hiện theo một cách khác nhau, đúng không ạ? Khi mà chúng ta hiểu về nhân duyên, chúng ta thấy là mỗi người sẽ xuất hiện theo một cách khác nhau. Có người thì mang lại cho chúng ta những cái ân điển, những cái điều tốt đẹp, những cái phước lành, đúng không ạ? Nhưng mà cũng có những người thì mang lại cho chúng ta những cái bài học, và họ đến bằng một cách không dễ dàng chút nào. Họ đến với cuộc đời chúng ta theo một cái cách không dễ dàng chút nào, và chúng ta oán trách, chúng ta tức giận, mà chúng ta không hiểu rằng là họ ở đó để mà giúp cho chúng ta cải thiện cái hạt giống ở bên trong mình như thế nào. Họ ở đó để giúp cho chúng ta những cái bài học, để mà khi chúng ta đi trên cái cuộc đời này, chúng ta thấu hiểu được. Bởi vì thế giới này được tạo ra bởi hai mặt, đúng không ạ? Bởi hai cực, âm và dương, bởi hai mặt của cái việc tốt và xấu. Chúng ta nếu như mà không có những cái điều mà nó chưa tốt, thì chúng ta không bao giờ hiểu được cái giá trị của cái điều tốt. Cho nên là lúc nào cũng có hai cực. Và khi mà chúng ta sống ở trên cuộc đời này, thì chúng ta nhận diện được hai cái cực này. Chúng ta biết cái gì là cái chúng ta hướng tới, và cái gì là cái để mà chúng ta đón nhận. Và chúng ta học cái bài học của cái sự đón nhận bằng một cái thái độ như thế nào. Cái thái độ chúng ta đón nhận những cái điều bất như ý ở trong cuộc đời, nó quyết định cái tương lai, cái vận mệnh của chúng ta ra sao. Chúng ta hiểu tất cả những điều đó, đúng không ạ? Một cái nơi để cho chúng ta trưởng thành, chúng ta rèn luyện bản thân mình. Một cái nơi để mà chúng ta tận hưởng những cái điều tốt đẹp của cuộc đời này. Chúng ta thấy được cái giá trị đó. Chúng ta thấy được cái đích đến mà giúp cho chúng ta có được cái niềm tin, cái hạnh phúc, cái đích để mà chúng ta hướng tới những cái điều cao đẹp ở trong cái lần sống này của mình. Thì vì vậy cho nên là hãy nhớ rằng không ai trên thế giới này, họ có mặt trong cuộc đời của chúng ta hay họ không có mặt trong cuộc đời của chúng ta, mà không xứng đáng với lòng biết ơn của chúng ta. Cho nên là mọi người và không chỉ là con người, giống như thầy Thái nói hồi nãy, vạn vật ở trên thế giới này, ở trên cái quả địa cầu này đều xứng đáng với lòng biết ơn của chúng ta. Bởi vì sự tồn tại đó, sự có mặt của vạn vật là để phụng sự cho cái sự sống của chúng ta, và chúng ta sống nương nhờ qua lại với nhau. Cái mọi thứ ở trên vạn vật, ở trên thế giới này thì là một cái thể thống nhất, sống nương nhờ qua lại với nhau. Cho nên đó là lý do vì sao mà chúng ta học cái cách để trân trọng tất cả. Rồi như vậy thì với cái lòng biết ơn theo chiều rộng này, với cái lòng biết ơn theo chiều rộng này thì chúng ta sẽ tạo ra vô tận những cái sự kết nối. Và cái kết nối này chúng ta nhớ về dòng chảy hai chiều, đúng không ạ? Cái kết nối năng lượng này nó giúp cho chúng ta có cái sức mạnh ở bên trong. Và chúng ta thấy một cái điều hồi trước đó, mình học về nguyên tắc 80-20 á, thì mình thấy rằng mình tập trung vào 20% con người, để mà những cái người mà tạo ra, ví dụ như chúng ta là một cái doanh nghiệp đi, chúng ta nhớ cái nguyên tắc 80-20 là chúng ta tập trung vào 20% cái đối tượng khách hàng mà ở đó nó mang lại 80% cái giá trị cho doanh nghiệp của mình. Cho nên là chúng ta hay để ý chúng ta tập trung vào những người mà mang lại cái giá trị cho chúng ta nhiều nhất. Nhưng mà ở trong cái thế giới biết ơn á,
thì người ta nói ngược lại. Khi mà bạn hướng cái lòng biết ơn của mình mà bạn mở rộng ra, bạn bạn quan tâm đến 80% đằng sau đó, bởi vì có thể 20% là cái đối tượng mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt được, nhưng mà 80% đằng sau đó là cái đối tượng mà có thể chúng ta không nhìn thấy, họ âm thầm ở đằng sau đó chúng ta không nhìn thấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết kết nối vào cái đối tượng này thì chúng ta sẽ mở rộng cái nguồn lực của mình ra vô tận. Có một cái vị thầy nói với Trang như thế này nè. Thầy đó nói rằng là cái sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ là ở cái chỗ là đàn ông á là họ có thể làm việc với bất kỳ ai. Nhưng mà phụ nữ á, thì thường chỉ làm việc với những người mà mình thích thôi. Những người mình cảm thấy thoải mái, thấy dễ chịu thôi. Và đó là lý do vì sao mà ở trên thế giới này, nếu mà chúng ta nhìn vào những cái doanh nhân thành đạt ở trên thế giới này, những con người thành công trên thế giới này đa phần là đàn ông. Là bởi vì sao? Bởi vì họ sẵn lòng để làm việc với cái lực lượng 80% mà họ không có quen biết, không có thân thiết, không có những cái sự kết nối thân thiết giống như là phụ nữ. Phụ nữ khi mà làm kinh doanh, làm bất kiến cứ một cái gì đó thì nghĩ nhiều đến những người mà mình thích, những người mà mình có cái kết nối gần gũi, những người mà mình có cái kết nối sâu. Còn thường á là những người nào mà họ có cái khả năng trung dung, họ có cái khả năng hướng ra theo cái chiều rộng như vậy, hướng ra những cái người mà họ sẵn sàng để làm việc với những cái người mà xa lạ, thì chính những cái người đó mới thực sự là những cái người mà có thể tạo ra thành công lớn. Bởi vì cái lực lượng mà xa lạ với chúng ta đó mới là cái lực lượng lớn nhất ở trên thế giới này. Cho nên chúng ta hãy hình dung, nhớ Trang bữa trước Trang có nói, không biết Trang có để cái slide đó ở đây hay không, là có ba cái nhóm người đúng không ạ? Cái nhóm người thân thiết với mình, cái nhóm người mình không thích, nhóm người mình thích, nhóm người mình không thích, và nhóm người trung lập là mình không có quen biết họ, mình không có quan tâm đến họ. Như vậy thì nếu như mà chúng ta đặt cái tâm của mình, những người mình thích chắc chắn rồi, biết ơn những cái người mình thích, bởi vì họ ở đó, họ lúc nào họ cũng trợ lực cho mình, họ lúc nào họ cũng truyền năng lượng cho mình, họ lúc nào họ cũng mang những cái điều tốt đẹp đến cuộc sống của mình biết ơn họ là một cái điều hiển nhiên rồi. Lúc này thì mình không cần phải bàn cãi gì về cái chuyện đó hết. Nhưng mà cái nhóm người trung lập á là cái nhóm người rất là lớn ở trong cuộc sống của chúng ta, đúng không ạ? Cái nhóm người chúng ta không thích cũng nhỏ, cái nhóm người chúng ta thích nó cũng nhỏ, mà cái nhóm người chúng ta không thích nó cũng nhỏ. Mở rộng cái tâm từ bi của mình ra bằng cách là nới rộng cái lòng biết ơn của mình, cái sự đồng cảm, cái sự chia sẻ của mình với cái nhóm người mình không thích. Đó là một cái sự mà một cái cách mà bạn nới rộng bản thân của mình ra, cái cách mà bạn mở rộng cái dung lượng trái tim của mình ra rất lớn. Nhưng mà có cái nhóm người trung lập này, và chúng ta bắt đầu chúng ta quan tâm đến họ, chúng ta để ý đến họ, chúng ta tạo ra cái kết nối với họ, thì đây mới là cái nơi mà chúng ta có thể tạo ra được cái nguồn lực vô tận cho mình. Vô tận kết nối sẽ tạo ra vô tận nguồn lực. Và vì vậy khi mà chúng ta làm cái cây biết ơn á thì chúng ta sẽ ý thức cái chuyện là đây là 100 thiên thần xuất hiện trong cuộc đời chúng ta. Đó chính là những người mà chúng ta có kết nối gần gũi, những người chúng ta thích, những người chúng ta có thể không thích có mặt ở trên đó. Đó là những cái kết nối mà gần. Nhưng mà rồi chúng ta từ những cái người đó, chúng ta bắt đầu chúng ta hình dung ra những cái liên kết của họ với xung quanh. Đúng không? Ai đã tạo ra, ai đã nuôi dưỡng những cái con người này? Ai đã giúp cho những cái con người này họ có sự sống? Ai đã giúp cho những cái con người này họ có một cái cuộc sống tốt đẹp để họ mang những cái điều tốt đẹp đến cho chúng ta? Ai đã mà tạo ra những cái giá trị, ai đã mang những cái giá trị đến cho họ, những cái sự hiểu biết đến cho họ? Những cái điều gì mà để mà họ bây giờ họ có đủ cái tài năng, năng lực, hay là họ có đủ những cái phẩm chất để mà họ có thể mang lại cái điều tốt đẹp cho chúng ta? Thì đó, chúng ta mở rộng ra theo cái cách như vậy. Và ai đã giúp cho những cái con người này có những cái sự kết nối, đúng không ạ? Những cái ai mà đã giúp cho những cái con người này có những cái sự kết nối để mà bây giờ chúng ta có được cái sự kết nối này? Có nghĩa rằng là khi mà chúng ta nghĩ mà theo cái chiều rộng như vậy, chúng ta mở rộng cái ranh giới của cái lòng biết ơn, không chỉ gói gọn ở trong những cái người mà mình biết hay là những cái người mình yêu thích hay mình không yêu thích này, thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi chúng ta tạo được cái kết nối hai chiều, chúng ta nghĩ về điều đó, chúng ta chúc phúc cho những cái con người này, thì lúc đó
cái lòng biết ơn của chúng ta nó tạo ra một cái gọi là một cái dòng chảy hai chiều. Cái lòng biết ơn được gửi đi thì rất nhiều những cái lòng biết ơn được trả về cho chúng ta. Cho nên khi đó chúng ta có cái nguồn lực vô cùng vô tận là như vậy. Và nếu mà chúng ta muốn có phúc đức vô cùng vô tận thì chúng ta hãy gửi lòng biết ơn của mình đến vô cùng vô tận con người trong cái kết nối hai chiều như vậy. Chúng ta ngồi, chúng ta cứ chiêm nghiệm về họ. Ngày hôm nay Trang gặp thầy Thái ngồi ở đây, Trang rất là biết ơn thầy Thái đã tạo ra cái cộng đồng này. Và Trang biết ơn cái người mà ở đằng sau lưng thầy Thái, nâng khăn sửa túi cho thầy Thái, giữ cho thầy Thái có được cái sự, có được một cái khoảng không để mà có thể phụng sự, giữ cho thầy Thái có được sức khỏe tốt nhất, giữ cho thầy Thái có được một cái sự bình an ở trong tâm hồn để mà thầy Thái có thể cống hiến hết những cái nguồn lực của mình vào những cái điều tốt đẹp cho cuộc đời này. Thì đó là chính là cái người vợ của thầy Thái ở phía sau, đúng không ạ? Đó là cô Uyên ở phía sau. Và khi đó thì Trang thấy biết ơn cô Uyên vô cùng. Và Trang biết ơn cô Uyên. Cô Uyên thì đằng sau cô Uyên lại là ai nữa? Đằng sau thầy Thái không chỉ có một cô Uyên, đằng sau thầy Thái còn có con cái thầy Thái đã rất là ngoan ngoãn, đã là những cái người con mà có mặt ở đó, hiểu bố mẹ của mình đang làm những cái việc có giá trị như thế nào đó, và các bạn ấy luôn luôn học hỏi, luôn luôn làm cho thầy Thái an tâm, và bản thân các bạn ấy cũng học hỏi cái tấm gương của cha mẹ mình để có thể trở thành một cái người có ích cho xã hội sau này. Rồi chúng ta hướng về ai nữa ạ? À? Cha mẹ của thầy Thái, những cái người đang trợ giúp cho thầy Thái, đúng không ạ? Cứ mỗi một lần chúng ta nhìn vào một con người đang xuất hiện trước mặt mình và chúng ta cứ mở rộng như vậy, cứ mở rộng như vậy, rồi đằng sau cô Uyên là ai, rồi đằng sau những cái người đó là ai ai ai, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta chỉ cần chút phúc lành thôi, chúng ta gửi những cái điều tốt đẹp, chúng ta cầu nguyện một cái điều tốt đẹp cho họ, chúng ta gửi đi một cái lòng biết ơn như vậy, thì chúng ta thấy rằng là cái kết nối hai chiều đó tạo cho chúng ta vô tận nguồn lực, vô tận những cái hạt giống mà vô giá cho cuộc đời của mình. Đó là cái hạt giống biết ơn. Chúng ta hình dung ra được cái cách mà chúng ta dùng cái ứng dụng cái bài thiền bánh sừng bò hay là cái bài thiền bún bò gì đó vào trong cuộc sống của chúng ta như thế nào, đúng không ạ? Bất kỳ ai, bất kỳ cái thời điểm nào, bất kỳ lúc nào, nếu mà chúng ta liên tục chúng ta thực hành cái điều này thì chúng ta sẽ thấy là cái con người của mình thay đổi vô cùng. Chúng ta sẽ thấy một cái sự khác biệt ở trong cuộc đời của mình vô cùng. Chúng ta sẽ không còn cái sự ganh tị, cái sự đố kỵ, cái ghen ghét, cái hơn thua, cái nghĩ xấu về người này, nghĩ xấu về người nọ, đúng không ạ? Chúng ta hạn chế bao nhiêu là những cái hạt giống xấu cho cuộc đời của mình. Rồi khi hiểu được dòng chảy hai chiều thì chúng ta sẽ thấy mình kết nối được với vô số cuộc đời. Mỗi con người là một cuộc đời, đúng không ạ? Đằng sau họ, tất cả những cái gì ở đằng sau họ, những cái câu chuyện ở đằng sau họ, những cái giá trị mà họ mang lại, mỗi con người là một cuộc đời. Và chúng ta cứ kết nối như vậy, chúng ta kết nối được vô số cuộc đời, thì cái cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta chỉ có một lần sống thôi. Nhưng mà nếu trong lần sống này chúng ta được kết nối với vô số những cái cuộc đời, thì chúng ta biết rằng là cái lần sống của mình nó phong phú và nó giá trị bao nhiêu, đúng không ạ? Cho nên đây là cái cách mà để cho chúng ta hiểu rằng cái lòng biết ơn mà được mở rộng. Vì sao thầy Michael Ross cứ nhắc đi nhắc lại, vì sao trên cái câu slogan của thầy, cái câu khẩu hiệu của thầy là lòng biết ơn của bạn đi đến đâu thì lãnh thổ của bạn mở rộng ra đến đó. Đó chính là cái cách để mà chúng ta hiểu lòng biết ơn có thể mở rộng cái thế giới của chúng ta, mở rộng cái lần sống của chúng ta, cái đời sống của chúng ta, cái sự hiểu biết trong một lần sống của chúng ta. Nếu một người mà sống một cái đời nhỏ hẹp, chỉ biết bao nhiêu đó người thôi, sống rồi tới chết, thì cuộc đời của họ rất là nhỏ hẹp, rất là nhỏ hẹp. Và một lần sống như vậy thì nó uổng phí, đúng không ạ? Còn nếu như mà chúng ta mở rộng cái cuộc đời của mình ra như thế này thì cũng giống như chúng ta có vô số lần sống ở trong một lần sống. Bởi vì chúng ta kết nối được vô số cuộc đời, bởi vì chúng ta đã kết nối được với những cái hạt giống tốt đẹp. Đúng không ạ? Chúng ta gieo vô số những cái hạt giống tốt đẹp chỉ trong một lần sống của mình thôi. Đó là cái hạt giống biết ơn, cái hạt giống mà có sức mạnh lớn hơn tất cả. Rồi như vậy thì khi mà chúng ta làm cái cây biết ơn, cũng giống như Trang nói, trong cái danh sách 100 của mình, chúng ta có 100 cái nhánh rồi, cái cây với chúng ta có 100 cái nhánh, mỗi nhánh là một thiên thần. Nhưng mà đằng sau các thiên thần đó thì nó lại còn có rất là nhiều những cái nhánh con. Và ở dưới đó nó còn có rất là nhiều lá, những cái nhánh con này, tức là họ đem lại những cái giá trị gì đó một cách gián tiếp cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng có thể tạo ra những cái chiếc lá biết ơn ở đó, đúng không ạ?
chúng ta có thể tạo ra những cái chiếc lá đã biết ơn ở đó. Và cái cây của chúng ta càng lớn bao nhiêu, càng cao bao nhiêu theo năm tháng, thì đó là cốt lõi của toàn bộ cái cây biết ơn của mình. Chỉ cần nhìn vào cái cây biết ơn của một người, chúng ta có thể đánh giá được cái người đó, cái họ sống một cái đời sống như thế nào. Họ sống một cái đời sống như thế nào. Chúng ta không cần phải là thầy bói, chúng ta không cần phải là một cái người coi tử vi, chúng ta chỉ cần nhìn vào cái điều này thôi. Chúng ta biết được tương lai của cái người đó như thế nào, chúng ta biết được những cái hạt giống trong quá khứ của người đó như thế nào, chúng ta biết được cái mối quan hệ xung quanh người đó như thế nào, người đó sống như thế nào ở trong cuộc đời này. Chỉ cần nhìn vào cái cây biết ơn thôi. Cho nên đó chính là cái cách để mà chúng ta quay trở về. Chúng ta muốn người khác nhìn vào mình, nhìn vào cái cách sống của mình, nhìn vào cái con người mình để hiểu về mình như thế nào. Chúng ta muốn con cái của mình học từ cái cách sống của mình như thế nào. Thì đó là lúc mà chúng ta thực hành cái điều này. Và khi mà thầy Thái đã đưa cho chúng ta một cái cơ hội đó ạ, để mà đẩy chúng ta bước vào cái hành động. Hành động thì nó mới tạo ra kết quả. Chúng ta có 99 ngày hành động, đây là cái thời điểm lý tưởng nhất để mà chúng ta có thể tạo ra một cái biểu tượng của lòng biết ơn ngay tại trong gia đình của mình, trong nhà của mình, và đồng thời cũng là một cái biểu tượng, một cái nét văn hóa mà chúng ta có thể kế thừa lại cho con cái của mình. Đây có thể gọi là một cái di sản mà chúng ta có thể kế thừa lại cho con cái của mình. Nếu một cái gia đình nào mà vợ chồng, con cái, cha mẹ đều sống ở trong cái lòng biết ơn thì chắc chắn cái sự thịnh vượng của gia đình đó không chỉ một đời. Nếu đó là một cái nét văn hóa của gia đình mà nó được kế thừa thì đó họ không phải thịnh vượng chỉ có một đời mà sẽ rất nhiều đời. Rồi. Như vậy thì với cái lòng biết ơn này, ta có thể tạo ra cái cây biết ơn của mình bắt đầu từ đâu? Chúng ta bắt đầu từ cái cành lớn thôi ạ. Chúng ta ngồi xuống, vừa rồi chúng ta đã ngồi xuống, chúng ta viết xuống rồi. 100 thiên thần ở trong cuộc đời của mình là những cái người trực tiếp đó ạ. Rồi từ cái những cái cành lớn đó chúng ta có những cái nhánh nhỏ 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 ra. Những cái nhánh này là những người mà chúng ta có thể biết được thông qua cái cành, tức là thông qua những cái người trực tiếp hay là họ là những cái người đằng sau để mà phụng sự cho cái sự sống, cho cái sự phát triển của những cái cành trực tiếp đó, thì đó đều là những cái nhánh nhỏ. Khi mà chúng ta biết, chúng ta nghĩ về cái điều đó, có hai cách. Nếu mà chúng ta biết rõ, chúng ta có thể chúng ta tạo ra cái nhánh. Nếu chúng ta không biết rõ thì chúng ta dùng cái bài thiền bốn bò của mình đó để mà chúng ta chiêm nghiệm, để mà chúng ta biết ơn. Lúc nào chúng ta nhìn vào cái nhánh cây này thì chúng ta cũng hãy nghĩ đằng sau họ có những ai, và chúng ta bắt đầu chúng ta biết ơn những cái người đó. Chúng ta có thể dành ra một ngày đó, một ngày chúng ta có thể chọn ra một đối tượng, hai đối tượng để chúng ta biết ơn. Nhưng mà nếu chúng ta biết ơn một cách theo chiều rộng như thế này, hoặc là ai đó xuất hiện, bất kỳ ai chúng ta gặp trong ngày, chúng ta có thể gặp rất là nhiều con người đúng không ạ, bất kỳ ai chúng ta gặp thì chúng ta dành ra một phút để mà chúng ta chiêm nghiệm về cái điều này, để chúng ta dùng cái bài thiền bún bò hay bài thiền bánh sừng bò của mình đó để chúng ta hình dung ra cái điều này thôi, thì đó là cái cách mà chúng ta tạo ra một cái cuộc sống của chúng ta vô cùng phong phú, và chúng ta lấp đầy những cái khoảng trống trong ngày của mình bằng cái lòng biết ơn. Không có một cái sự đầu tư nào, không có một cái hành động nào mà nó mang giá trị lớn hơn là cái việc mà chúng ta đong đầy những cái khoảnh khắc của mình bằng lòng biết ơn. Những cái lúc mà chúng ta ngồi, chúng ta thay vì chúng ta lướt lướt Facebook đúng không ạ? Thay vì chúng ta lướt lướt Facebook, thay vì là chúng ta lướt lướt tin tức, thì chúng ta chuyển đổi nó thành cái thực hành lòng biết ơn. Thì khi mà chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ thấy cái cuộc đời của chúng ta khác đi vô cùng tận. Không có một cái đầu tư nào mà giá trị hơn cái đầu tư này. Cho nên là hãy dành những cái khoảng thời gian mà thay vì mình lãng phí cho một cái điều gì đó mà nó vô bổ ở bên ngoài kia, thì chúng ta tập cái thói quen đó, chúng ta tập cái thói quen đó để chúng ta tạo ra nhiều giá trị hơn cho cuộc đời của mình. Mà cái giá trị này nó không chỉ cho một lần sống của mình đâu, nó là một cái đầu tư mà nó cho nhiều kiếp sống nữa kìa. Chúng ta không chỉ cho cái lần sống này, không chỉ cho cái sự thịnh vượng trong cái kiếp sống này của mình, mà nếu như mà trong cái luân hồi, cái nhân quả luân hồi đó, chúng ta sẽ thấy là cái hạt giống này nó có thể đi cùng với chúng ta nhiều đời nhiều kiếp là như vậy. Và mỗi một cái chiếc lá ở trên cái cây biết ơn chúng ta đó là một cái sự tử tế mà các thiên thần mang lại cho mình. Cho nên là hãy viết xuống những cái giá trị, những cái điều tử tế mà người khác đã dành cho mình,
với tất cả cái trái tim chân thành của mình, với tất cả những cái cảm xúc của mình, với tất cả những cái chúng ta đặt cái tâm vào đó. Chúng ta không làm theo cái cách là làm cho có. Ở đây không cần phải làm cho có. Ở đây thầy Thái đâu có kiểm tra chúng ta mỗi ngày đâu ạ. Thầy Thái không có chấm điểm cho chúng ta, không có kiểm tra, không có phạt chúng ta. Cho nên là chỉ có chúng ta mới biết cái tâm của mình như thế nào. Vậy thì hãy làm một cách rất là cẩn thận. Chúng ta không cần làm nhiều, nhưng mà chúng ta làm sâu, chúng ta làm một cách cẩn thận, thì khi đó chúng ta mới thấy được cái sự chuyển hóa ở bên trong con người của mình. Được không ạ? Rồi như vậy, khi mà chúng ta đi qua năm tháng, cái cây biết ơn càng ngày sẽ càng to. Dĩ nhiên rồi, mỗi ngày chúng ta gặp bao nhiêu con người khác nhau, những cái duyên, những cái nhân duyên tới ở trong cuộc đời của chúng ta như vậy, luôn luôn có. Cho nên là cái cây chúng ta càng to, cái cây chúng ta càng rộng, nó càng nhiều cành, nhiều nhánh, nhiều tầng nấc hơn, cái tàn cây sẽ luôn luôn lớn hơn cái gốc cây. Bởi vì hạt nhỏ nó thành cây to, một cái hạt giống nhỏ chúng ta gieo xuống thì nó tạo ra một cái cây sum suê, đúng không ạ? Cho nên cái cây của chúng ta mà nó càng sum suê, lá nó càng nhiều, thì cái cây đó càng tràn đầy sức sống. Một cái cây mà chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy cái mọi thứ nó teo tóp, thì chúng ta biết rằng là cái rễ á, nơi mà chúng ta gieo những cái hạt giống xuống á, nó chưa đủ. Còn nếu như mà chúng ta tạo ra cái bộ rễ mà đủ tốt, có nghĩa rằng là chúng ta gieo rất nhiều những cái hạt giống thiện lành, những cái hạt giống tốt đẹp, những cái hạt giống biết ơn với cái sự kết nối vô tận như vậy, thì chắc chắn cái cây của chúng ta nó sẽ sum suê cành lá. Nó sẽ nhìn vào cái cây đó, cái sự trù phú của cây đó, chúng ta biết rằng là cái sự trù phú của đời người chúng ta như thế nào. Đó là lý do vì sao người ta nói rằng cái cây biết ơn là cái cây sự sống, hay là cái cây đời của một người. Vì sao người ta gọi nó là cây đời của bạn? Bởi vì nó thể hiện toàn bộ cuộc đời của chúng ta trên đó. Nó thể hiện cái cách chúng ta sống trên cuộc đời này ở trên đó. Nó nhìn vào đó biết được rằng là cái sự thịnh vượng ở trong cuộc đời của chúng ta nằm ở trên đó. Và sự thịnh vượng nhiều đời nhiều kiếp của chính chúng ta, nhiều đời nhiều kiếp của con cháu chúng ta ở trên đó. Cho nên đó là lý do vì sao gọi đó là cây đời. Được không ạ? Cho nên hãy dành xin quý cô chú anh chị em mình, nếu mà chúng ta thật sự xem đây là một cái điều quan trọng với mình, chúng ta tin tưởng rằng cái điều này sẽ là cái điều mà để thay đổi cuộc đời của mình, thì cho dù chúng ta đang ở độ tuổi nào, cho dù chúng ta đang ở một cái xuất phát điểm nào, chúng ta chỉ cần ngồi xuống và làm cái cây biết ơn cho mình, làm cái cây đời cho mình, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ mở rộng cái cuộc đời của mình như thế nào, và chúng ta sẽ biết cái cách để chúng ta chuyển hóa cái cuộc đời của mình theo một cái hướng mà tốt đẹp hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta đang có. Cho nên là chúng ta chỉ có 99 ngày để làm cái điều này, đúng không ạ? 99 ngày, rất là biết ơn thầy Thái luôn. Sáng nay khi mà Trang nhìn cái điều mà thầy Thái đang chia sẻ, một cái kế hoạch mà thầy Thái sắp xếp cho cộng đồng, Trang thấy trong lòng mình vô cùng biết ơn luôn. Thầy đã đặt hết cái tâm huyết của mình để mà đưa chúng ta vào cái hành động, thay vì là chúng ta chỉ ngồi đó, thay vì là chúng ta chỉ nghe, chúng ta thấy hay rồi chúng ta để đó, thì bây giờ là chúng ta bắt tay vào hành động. Và hành động thì chắc chắn là sẽ ra kết quả, chắc chắn sẽ có kết quả. Và như vậy, cái câu nói này Trang thích lắm, bởi vì nó luôn luôn nhắc nhở Trang. Nó luôn luôn nhắc nhở Trang để mà thực hành cái lòng biết ơn. Đó là lòng biết ơn của bạn đi đến đâu thì lãnh thổ của bạn mở rộng ra đến đó. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta là người ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta là người Đồng Nai, chúng ta là người ở một cái vị trí nào đó. Lãnh thổ của chúng ta là không biên giới. Chúng ta là những công dân địa cầu, đúng không ạ? Chúng ta là những công dân địa cầu. Chúng ta ngồi đây, chúng ta ăn một cái chén cơm. Chúng ta đừng nghĩ rằng là cơm là của Việt Nam hay của người châu Á, mà trong cái chén cơm này nó có công sức đóng góp của người Đức, người Pháp, người Mỹ, người đâu đó ở trên khắp thế giới này. Vì sao vậy? Nếu chúng ta nhìn cái lòng biết ơn theo chiều sâu này, phân bón đến từ đâu, nhập từ đâu, cái máy cài, máy xới được nhập từ đâu, ai sản xuất ra cái máy cài, máy xới đó, ai đã làm cái điều đó, những cái nguyên vật liệu ở trong đó nó đến từ đâu, đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu, chúng ta mở rộng ra như vậy, chúng ta thấy là ô, mình ngồi đây nhưng mà mình biết ơn người Nhật, mình biết ơn người Pháp, mình biết ơn người Đức, mình biết ơn ở đâu đó, những người chúng ta không nhìn thấy được, đúng không ạ? Cho nên khi chúng ta càng nghĩ rộng như vậy, chúng ta thấy là mình là công dân địa cầu, lãnh thổ của mình là địa cầu này. Và tới một lúc chúng ta còn nghĩ rằng là
có thể lãnh thổ của mình là vũ trụ này, không phải chỉ có địa cầu không thôi, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta có một cái tầm nhìn như vậy thì chúng ta biết mình là ai, lúc đó chúng ta mới biết mình thật sự là ai. Chúng ta là một phần của cái hệ mặt trời này, chúng ta là một cái mảnh ghép ở trong cái sự tồn tại của vũ trụ này, và chúng ta có tất cả những cái quyền năng để mà chúng ta làm bất kỳ cái điều gì chúng ta muốn. Khi mà chúng ta hiểu được mình thật sự là ai đó, khi mà chúng ta kết nối được vào điều đó, thì chúng ta mới biết được cái giá trị thật sự của con người mình. Chúng ta cảm nhận được rằng à, mình là con cái của đấng sáng tạo như thế nào. Bởi vì khi chúng ta là con cái của đấng sáng tạo thì cái quyền năng mà đấng sáng tạo trao cho chúng ta, ban cho chúng ta, nó cũng không thua gì đấng sáng tạo, đúng không ạ? Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chỉ thông qua cái trí tuệ của mình, chỉ thông qua cái sự kết nối vào bên trong mình, kết nối theo chiều sâu. Vì sao người ta nói rằng là chúng ta là một tiểu vũ trụ? Bởi vì chúng ta có những cái chức năng, những cái quyền năng cũng giống như vũ trụ này, đúng không ạ? Cho nên khi mà chúng ta hiểu những cái điều như vậy, chúng ta sẽ thấy mình khác hoàn toàn, và lúc đó chúng ta có một cái sự tự tin để mà chúng ta có thể làm bất kỳ điều gì chúng ta muốn. Và dĩ nhiên Trang nói rằng làm bất kỳ điều gì chúng ta muốn để đạt được cái chúng ta muốn, có nghĩa là chúng ta phải tìm theo cái chiều sâu đó để chúng ta khám phá ra được rằng cái trong cái lần sống này chúng ta thật sự muốn làm cái điều gì trong lần sống này. Chúng ta phải khám phá được, chúng ta phải khám phá được cái điều đó. Vì sao ông bà mình người xưa đó cứ hay nói là mỗi người sinh ra có một cái mệnh, có nghĩa rằng trong một cái lần sống chúng ta có một cái gọi là một cái mệnh, tức là có một cái lựa chọn riêng. Mỗi linh hồn có một cái lựa chọn riêng, có một cái kế hoạch riêng ở trong mỗi một cái lần sống của mình. Như vậy thì cái kế hoạch đó của bạn là gì? Bạn chỉ có đi vào bên trong, bạn đủ tĩnh lặng, giống như thầy Thái nói hồi nãy, đủ tĩnh lặng, đủ chiêm nghiệm để mà chúng ta khám phá. Và khi chúng ta khám phá ra được điều đó thì chúng ta có thể mở rộng cái sự sáng tạo của mình ra tối đa có thể. Và ở mỗi một cái lần sống như vậy, chúng ta thấy là con người mình được nới rộng ra đến như thế nào. Đúng không? Chúng ta có cái sự tự tin để mà chúng ta làm tất cả những gì chúng ta muốn, và chúng ta có cái sự tự tin để chúng ta hiểu rằng chúng ta xứng đáng với thịnh vượng, với hạnh phúc, với bình an. Chứ không phải là chúng ta lúc nào chúng ta cũng lo lắng, sợ hãi mà. Chúng ta nói rằng là trời ơi, đó giờ mình đi làm lương đâu có 5-7 triệu gì đó một tháng. Bây giờ mà nói về thịnh vượng, nói về giàu có, chúng ta không dám nghĩ tới. Có không ạ? À? Chúng ta thấy những cái gì đó nó xa vời, nhưng mà sự thật là nó không xa vời. Bởi vì tất cả con người của chúng ta đều xứng đáng với cái điều đó. Vì chúng ta là con cái của đấng sáng tạo, đúng không ạ? Mà Trang hay nói đùa là chúng ta là con cưng của vũ trụ này. Con cưng cho nên là lúc nào chúng ta cũng được trợ lực hết á. Nhưng mà làm sao để chúng ta trợ lực, để vũ trụ này trợ lực cho chúng ta? Làm sao để chúng ta có thể kết nối được vào cái nguồn vô tận của vũ trụ này để mà chúng ta có được tất cả những cái nguồn lực đó? Chúng ta đặt cái suy nghĩ của mình ở đâu thì nơi đó, cái đó nó sẽ được khuếch đại, cái năng lượng ở chỗ đó nó sẽ được khuếch đại ra, và nó sẽ kết nối được với cái nguồn vô tận của vũ trụ để mà chúng ta lấy tất cả những cái nguồn lực hỗ trợ để biến cái điều mà chúng ta mong muốn thành hiện thực. Như vậy thì chúng ta đặt ý của mình vào đâu? Chúng ta đặt ý của mình vào nỗi sợ, chúng ta đặt ý của mình vào những cái sự đố kỵ, những cái sự hơn thua, những cái cảm giác rằng là ồ, chúng ta không biết mình có làm được không. Chúng ta đặt ý của mình vào trong những cái điều mà chúng ta lo lắng sợ hãi, thì chắc chắn trong cái với cái năng lượng đó, với cái rung động đó, chúng ta thu hút nhiều cái điều bất như ý hơn đến với cuộc đời của mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt ý vào trong cái sự thịnh vượng, trong cái niềm tin vào cái hạnh phúc, cái thịnh vượng, bình an, thì chúng ta sẽ có được cái điều đó, đúng không ạ? Cho nên sáng nay chúng ta được nghe Mộng Hợp đã đọc, để mà chúng ta cùng đọc ở trong cái quyển sổ mà thầy Thái rất là hào phóng đã tặng cho chúng ta, đúng không ạ? Tuyên ngôn cho một năm rực rỡ. Cái tuyên ngôn đó chính là lúc mà chúng ta đặt cái ý của mình vào, và chúng ta gửi cái thông điệp đó lên vũ trụ, để mà vũ trụ gửi tất cả những cái nguồn lực tốt nhất, những cái nguồn lực phù hợp nhất, những cái nguồn lực mà mạnh mẽ nhất, đúng không ạ? Về cho chúng ta để mà biến tất cả những cái điều đó thành hiện thực. Cho nên nó không còn là những cái giấc mơ xa vời nữa. Nó không còn là một cái giấc mơ xa vời nữa, mà nó sẽ thành hiện thực ở trong cuộc đời của chúng ta. Rồi như vậy á, nhiều người nói rằng là
khó lắm. Làm thực hành cái lòng biết ơn này rất là khó, không có cảm xúc được, nói ngoài miệng thôi mà không có cảm xúc được. Chúng ta cứ bắt đầu đi ạ. Chúng ta cứ bắt đầu thực hành, chúng ta cứ bắt đầu nhìn theo cái chiều sâu này. Chúng ta cứ bắt đầu cái phần thực hành thôi, lòng biết ơn nó sẽ tự đến. Bởi vì lòng biết ơn không phải ở ngoài kia tới, mà nó là ở bên trong mình. Nó là ở bên trong mình thôi. Đúng không ạ? Nó ở sẵn ở bên trong mình rồi. Nó chỉ cần là chúng ta thực hành nó trở lại. Đó là lý do vì sao mà Trang dùng cái chữ là cơ bắp biết ơn. Vì sao Trang dùng cái chữ cơ bắp? Bởi vì cơ bắp nó sẵn có ở đây. Nó sẵn có ở trong con người chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không xài thì nó bị teo đi, nó sẽ biến mất. Nhưng mà nếu chúng ta xài thì nó sẽ trở lại, và nó sẽ trở nên rất là mạnh mẽ, và nó sẽ làm cho chúng ta trở thành một cái con người khác. Và vì vậy khi mà chúng ta chỉ cần thực hành lòng biết ơn thôi, thì giống như là cơ bắp của chúng ta vậy đó, lòng biết ơn nó sẽ tự đến. Việc của chúng ta chỉ là đánh giá cao những cái gì người khác làm, nhìn vào những cái điều tốt đẹp người khác làm để đánh giá cao cái điều đó. Đừng có soi mói vào những cái điều mà bất như ý, bởi vì tất cả chúng ta đều trên cái hành trình cuộc đời này á, chúng ta đều không hoàn hảo, không có ai hoàn hảo trên cuộc đời này hết á. Chúng ta có cái điểm này điểm kia, đúng không ạ? Và chúng ta bù khuyết cho nhau, chúng ta bổ sung cho nhau. Cho nên là chúng ta hãy nhìn vào điểm mạnh, chứ chúng ta đừng nhìn vào những cái điểm mà nó chưa tốt của một người. Bởi vì chúng ta cũng đâu có tốt đâu, chúng ta cũng đầy những cái lỗi lầm kia mà. Và cái điều tuyệt vời là khi mà chúng ta đánh giá cao người khác như vậy, thì càng đánh giá cao người khác, càng nhìn vào điểm mạnh người khác, chính là lúc chúng ta nuôi dưỡng những cái hạt giống tốt đẹp ở trong tâm trí của mình, những cái hạt giống rất là mạnh mẽ, và cái hạt giống biết ơn nó cũng nở lớn ra. Ví dụ mình nhìn vào thầy Thái, cái điều tốt đẹp của thầy Thái là gì, cái trái tim thầy Thái như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta nhìn vào cái điều đó, chúng ta nhìn vào cái tình yêu thương của thầy, chúng ta nhìn vào cái sự kiên nhẫn kiên trì của thầy. Nếu chúng ta nhìn vào cái điều đó và chúng ta biết ơn cái điều đó, thì sự kiên nhẫn kiên trì ở trong chúng ta, cái hạt giống đó nó sẽ càng ngày càng lớn, cái hạt giống đó nó sẽ càng ngày càng lớn. Cho nên nhìn vào phẩm chất tốt đẹp của người khác chính là nuôi dưỡng cái phẩm chất tốt đẹp của mình, chính là tưới tẩm vào trong cái hạt giống tốt đẹp bên trong mình. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta hãy nhìn vào người khác ở những cái điều tốt đẹp, đánh giá cao tất cả những cái gì mà người khác làm, thì lúc nào con người của chúng ta cũng càng ngày càng hoàn thiện hơn. Rồi, như vậy thì hãy dùng cái lòng biết ơn của mình để giúp mình trở thành một cái nhà tạo tác tốt hơn từng ngày. Chúng ta nhớ con sư tử vàng đúng không ạ? À, chúng ta tạo ra cái con sư chúng ta là nhà tạo tác, tạo ra tất cả những cái con sư tử vàng là tất cả những cái người, những cái vấn đề, những cái sự việc, mọi thứ ở trong cuộc đời của mình. Vậy thì hãy dùng cái lòng biết ơn này để biến mình trở thành một cái nhà tạo tác tài giỏi nhất, cái nhà tạo tác tốt nhất, đúng không ạ? Hãy tin tưởng rằng mình là một cái nhà tạo tác tốt nhất, để mà mình chuyển hóa bản thân mình mỗi ngày, để mà mình luôn luôn rèn luyện mình mỗi ngày. Hãy ấn định rằng mình là một nhà tạo tác giỏi. Cho nên xung quanh mình sẽ đầy những cái người tốt đẹp, xung quanh mình sẽ toàn là những cái người phẩm chất cao quý, xung quanh mình sẽ toàn là những cái người mà luôn luôn có cái sự thịnh vượng, hạnh phúc, bình an. Chỉ nhà tạo tác giỏi mới làm được cái chuyện đó. Cho nên là hãy ấn định rằng mình là một cái nhà tạo tác giỏi, và mình nguyện cho cả thế giới này đều là những nhà tạo tác giỏi. Đừng có cái suy nghĩ rằng là ô mình giỏi thôi, còn người khác không cần, không quan trọng. Tất cả chúng ta đều quan trọng. Khi mà chúng ta là nhà tạo tác giỏi thì thế giới xung quanh chúng ta sẽ là những người tạo tác giỏi. Và hãy cầu nguyện cái điều đó, hãy chúc phúc cho tất cả mọi người trong cái thực hành biết ơn của mình. Và đây chính là cách chúng ta thắp sáng thế giới. Chúng ta có trách nhiệm thắp sáng thế giới này. Trách nhiệm của mỗi con người chúng ta là giữ gìn, là bảo vệ, là vun vén, là chăm lo cho thế giới này. Và đây là cách chúng ta thắp sáng thế giới. Đó là những cái gì mà Trang muốn chia sẻ trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Trang xin cảm ơn rất là nhiều, rất là biết ơn thầy Thái, rất là biết ơn tất cả quý thầy cô, anh chị em đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Dạ, em vô cùng biết ơn những chia sẻ của cô. Thật ra hôm nay thì chúng ta đã biết đến chiều rộng của lòng biết ơn, ngàn ngàn lớp biết ơn đúng không ạ? Dạ, thì cô có một kết cấu rất là tuyệt vời. Bốn bài học trước thì chúng ta đi vào chiều sâu của lòng biết ơn. Và hôm nay là bài thứ năm thì chúng ta lại đi vào chiều rộng của lòng biết ơn. Và thật sự là hôm nay bản thân họ cũng mới biết đến một cái khái niệm rất là mới. Đó là luyện tập cơ bắp. Luyện tập cơ bắp cho tâm trí khi mà chúng ta nuôi dưỡng lòng biết ơn mỗi ngày.
và thậm chí luôn mỗi giờ, mỗi phút trong cuộc sống của chúng ta. Thật là ý nghĩa nếu mà mỗi buổi sáng chúng ta thực hiện cái nghi thức biết ơn để bắt đầu một ngày mới. Vì như cô thường hay nói ạ, vì ai mà đã sống trong lòng biết ơn thì không thể nào mà tránh khỏi may mắn. Dạ rất là biết ơn cô. Và xin mời cả nhà chúng ta sẽ đến với cái phần tương tác với và bật cách để chúng ta đặt những câu hỏi và những chia sẻ. Và chúng ta cũng sẽ kết thúc vào lúc 6:30. Dạ. À dạ vâng, em thấy một cánh tay rất là nhanh và rất là sớm có anh Ngô Trọng Khiêm ạ. À. Dạ em mời anh Khiêm chia sẻ. À vâng, xin chào thầy thầy, chào cô Thiên Trang, chào chị Mộng Ngọc, chào tất cả anh em trong phòng Zoom. Đúng là cái bài này em cũng rất cảm thấy rất và em cũng rất biết ơn thầy thầy đã tạo ra cái phòng Zoom này. Thì đúng là lúc lúc chưa biết đến phòng Zoom này thì đúng là em anh nói chỉ có tới thì cũng buồn, nên là cũng có thầy thái đấy em mới biết đến cô Thiên Trang, mới học được những trí tuệ cô thưa thế này, em rất là biết ơn. Rất là biết ơn Trọng Khiêm. Trọng Khiêm là sau này là lúc nào cũng là cái cánh tay đầu tiên đó, cánh tay đầu tiên để mở hàng cho những cái chia sẻ. Rất là chúc mừng em, cảm ơn em rất là nhiều. Trang Trang xin mời anh chị em, quý thầy cô, anh chị em nào mà mình có thể chia sẻ một cái điều gì đó, cái điều gì cũng được ạ, gieo một cái hạt chia sẻ để mà chúng ta có thể một cái điều gì mà chúng ta sẵn sàng để mà hành động, sẵn sàng để mà thực hành ngay trong ngày hôm nay ạ. À. Sau cái buổi học này, có ai đó đã sẵn sàng để làm một cái điều gì đó để thực hành cho những cái gì mà chúng ta... Dạ rồi, em thấy cánh tay của cô Kiều Bình. Dạ, cảm ơn ạ. Vâng ạ. Em xin kính chào thầy Nguyễn Công Thái. Kính chào cô Thiên Trang. Kính chào tất cả các cô bác anh chị trong cái phòng Zoom buổi sáng tuyệt vời ngày hôm nay. Hôm nay bước vào trong phòng Zoom thì chúng ta đã có ngay, nếu ai thức tỉnh thì chúng ta đã có ngay được cái lòng biết ơn với tất cả những cái bối cảnh mà được diễn ra trong sáng ngày hôm nay đối với mọi người. Cái đó là cái mà chúng ta biết ơn thì chúng ta sẽ thấy vô cùng hoan hỷ. Trong bài hôm nay của cô Thiên Trang thì vô cùng nhiều những cái điều tâm đắc, nhưng mình chỉ nói một điều thôi, một điều cũng giống như mộng hợp, tức là lần đầu tiên được nghe được nghe một cái cụm từ là luyện cái lòng biết ơn như luyện cái cơ bắp của mình. Nếu như một người nào đó mà không thường xuyên luyện cơ bắp thì sẽ dẫn đến teo cơ, nhẽo cơ và tất cả những cái hệ thống huyết mạch sẽ không được lưu thông, không được thông kinh hoạt lạc thì cơ thể đó sẽ không khỏe. Ví như cái lòng biết ơn, nếu như chúng ta luyện mỗi ngày, ví dụ như mình trong mỗi bữa ăn bao giờ mình cũng biết ơn tất cả những nhân duyên trùng trùng lớp lớp được hội tụ trong cái bữa ăn của mình hôm nay, và biết ơn người chồng đã tận tụy chăm sóc. Cũng xin nói với thầy, nói với cô và các anh chị, mình ngồi trên Zoom hầu như thời gian rất là nhiều và thời gian học rất nhiều. Nếu không có một cái người chồng quan tâm chăm sóc đến mình thì mình không làm được như thế. Cho nên là một cái bữa ăn ngồi xuống thì mình đã thấy bóng dáng trong đó vô vàn những cái sự biết ơn. Và hôm nay được học cái ngàn lớp biết ơn thì cái này hôm có một lần đã được nghe cô nói rồi, nhưng hôm nay gắn vào cái chuyện luyện cơ bắp thì nếu chúng ta luyện ngàn lớp biết ơn thì cơ bắp của chúng ta nó sẽ khỏe từ ngoài làn da cho đến vào đến cái lớp cơ cuối cùng tiếp giáp với xương, và hệ cơ gân xương vận động khỏe thì con người chúng ta sẽ khỏe. Đó là cái điều mình tâm đắc nhất ạ. Xin trân trọng biết ơn cô đã dành nhân duyên này. Vâng, xin trân trọng kính chào tất cả các cô bác anh chị ạ. Dạ, rất là biết ơn cô Bình không ạ? Cô Bình lúc nào cũng có những cái lời chia sẻ rất là giá trị đúng không ạ? Em rất là cảm ơn cô Bình. Dạ, em xin thấy bàn tay của thầy Thái ạ. À. Dạ, giơ lên rồi. Em xin mời thầy Thái cũng sẽ có những gì chia sẻ với chúng ta ạ. Dạ, chào cô Thiên Trang và cả nhà.
thầy chia sẻ một cái điều mà thầy thực hành buổi sáng hôm nay và thầy rất là tâm đắc và nó là hiện hữu, là dấu chỉ luôn. Sự việc thế này, đêm qua là tối hôm qua, từ chiều tối hôm qua là thầy có một cái dấu hiệu về sức khỏe và thầy bị đau cái lưng, rất là đau, không hiểu tại sao đau lưng nguyên đêm hôm qua, gần như là thức dậy tới 4 lần và không ngủ được. Thì trong khi mà từ 4 giờ thầy thực hành lòng biết ơn xong thì lúc đến phần cô Trang chia sẻ thì thầy ngồi, thầy thực hành lòng biết ơn liên tục trong suốt cái giờ cô Trang chia sẻ và thầy nghe Ho'oponopono. Thì bây giờ tự nhiên là thầy thấy thầy hết đau rồi. Hết đau toàn bộ, toàn thân, hết cái chỗ đau, và trong khi nguyên đêm hôm qua đến sáng là rất đau các bạn. Đó là cái thực hành ngay trong cái thời gian mà cô Thiên Trang chia sẻ, thầy ngồi ngay ngắn, tĩnh tại, thầy lắng nghe cô Trang chia sẻ, thầy bật thêm nhạc Ho'oponopono, rồi thầy thực hành lòng biết ơn vào ngay cái chỗ đau đó, thầy tập trung chỗ đau đó thì bây giờ nó hết đau rồi. Cảm ơn cô Trang nhiều ạ. Dạ rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời ạ. Dạ, cô Trang có muốn nói vài lời gì không ạ? Chúc mừng thầy Thái, thầy giữ sức khỏe nha, tại sức khỏe của thầy là vô cùng quan trọng luôn, cho nên là hãy biết ơn cái cơ thể của mình. Cái bài đó chúng ta sẽ được học tiếp theo sau, đó là cái bài biết ơn chính mình, và chúng ta biết ơn từng cái bộ phận trên cơ thể của mình, giống như cái thực hành của thầy như vậy đó. Nhưng mà ngoài cái việc biết ơn thì cần phải giữ gìn nữa, thầy nhiều khi sợ thầy làm việc quá sức. Dạ, cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Dạ. Dạ, em xin tiếp lời cô Trang ạ. Sức khỏe của thầy chính là tài sản vô giá của cộng đồng SE. Dạ, xin thầy luôn luôn giữ gìn và trân trọng ạ. Dạ, em xin mời bàn tay tiếp theo là bàn tay của chị Dương Bảo Anh ạ. Em mời chị chia sẻ. Vâng ạ, cả nhà có nghe thấy em nói không ạ? Cảm ơn ạ. Em thực sự thì em cảm thấy lúc này rất là xúc động. Và có lẽ là em nghĩ rằng là với thầy Thái, với cô Thiên Trang và mọi người thì em nghĩ rằng là nói bao nhiêu cái lời biết ơn chắc là cũng sẽ không đủ. Và cái lúc này đây thì em đang rất là xúc động và rất là cảm ơn cô Thiên Trang đã chia sẻ cái bài biết ơn. Khi mà cái phần biết ơn của cô thì cô chia sẻ rất là nhiều rồi, nhưng mà thực sự là cái ngày hôm nay với lại cái chủ đề là biết ơn ngàn lời biết ơn ấy, biết ơn ngàn lớp, vâng, thì thực sự là mình cảm thấy cái con người mình nó nhìn xung quanh đâu cũng thấy cái sự biết ơn. Cái câu chuyện về cái bánh sừng bò thì cũng lại liên quan đến rất nhiều cái câu chuyện khác. Ví dụ như là khi mình ăn miếng cơm, bây giờ mỗi khi mà nhìn thấy bất cứ một điều gì, mình cũng sẽ có những cái, cô dùng nói là cái, dùng cái tư duy logic ấy, để suy diễn, thì là rõ ràng khi mình bưng cái bát cơm lên ăn, cũng ở đấy đằng sau đó cả bao nhiêu con người đóng góp vào trong cái hạt cơm mà mình đưa lên miệng. Và như em vừa nói là nếu để cảm ơn, để biết ơn thầy, biết ơn cô Thiên Trang, biết ơn tất cả mọi người, thì có lẽ nói những cái lời biết ơn nó sẽ không bao giờ là đủ cả. Thế thì cho em xin được một lần chính thức gọi là mạo muội giơ tay lên để mà nói trực tiếp với thầy, với cô, với tất cả nhà lòng biết ơn từ trong sâu thẳm trái tim mình. Và đằng sau đó là bao nhiêu những con người như là bạn Nam, như là tất cả MC nhất phía sau của thầy, những người mà hỗ trợ thầy trong suốt quá trình, mà với những cái nỗ lực cố gắng của thầy trong quá trình kiến tạo cộng đồng. Thế và mặc dù là em cũng là một thành viên ở trong gia đình SE, tuy là chưa làm được nhiều, nhưng mà trong lòng lúc nào, ngày nào cũng đau đớn cái việc là làm sao để thầy có thể vững vững tâm, làm sao để có thể thầy có nhiều người hỗ trợ thầy hơn nữa để giữ cho cái cộng đồng SE nó còn tồn tại mãi mãi. Những cái nhất là những cái lúc mà xung quanh, từ cái việc trong nước cho đến ngoài nước cho đến thế giới, mọi thứ mọi nơi bây giờ nó đang lúc nào nó cũng giống như là cái quả trứng nó rất dễ bị vỡ, thì cái việc mà có cái cộng đồng SE như thế này, cái nơi mà ở đó có niềm tin yêu, ở nơi đó có cái tình yêu thương, nơi đó mà giống như cái ngôi nhà
để mỗi khi chúng ta ra ngoài đời, chúng ta bị va vấp hay bị đau khổ cái gì, chúng ta trở về. Và trong lòng em là luôn luôn cầu mong cho thầy, cho tất cả mọi người làm sao có sức khỏe, làm sao để cho cái cộng đồng SE, cái nơi mà gọi là tình yêu thương, nó không có gì có thể so sánh được, nó còn được trường tồn mãi mãi. Và hôm nay thì em chuẩn bị ra sân bay để về bên Úc mấy tuần, và em cũng mong muốn có một câu hỏi với cô, là em biết rằng là ở ngoài kia rất nhiều người không được học như là trong cộng đồng SE của mình. Thế nên là khi mà mình mang lại, em muốn mang cái bài học biết ơn sang bên đó, khi mà gặp người nhà nhà mình muốn lan tỏa cái tình yêu thương. Và em hiểu rằng là nếu như mình trao gửi cái tình yêu thương cũng như là cái lòng biết ơn của mình mà có thể nó không đúng cách, thì có thể họ sẽ nhìn mình một cái cách nó dị biệt, hoặc là cho mình rằng là có cái điều gì đó không bình thường. Thì theo cô thì em có nên thể hiện nó một cách chừng mực, hay là mình thể hiện đúng với những cái gì mà mình cảm thấy thật sự. Ví dụ mình cảm ơn tới cái người đã sinh ra chồng mình, cảm ơn anh chị em đã ở đó, và có thể mình có cái gì nó lố hay không. Thì em xin được hỏi cô một chút ý như vậy. Cảm ơn cô ạ. Dạ, cái câu hỏi rất hay của Bảo Anh. Rất là cảm ơn vì cái câu hỏi này. Khi mà chúng ta thể hiện lòng biết ơn ấy, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái sự chân thành của mình, và biết ơn từ những cái điều rất nhỏ. Và chúng ta bắt đầu bởi cái, vì chúng ta thực sự chúng ta biết ơn cái người đó thực sự chân thành, dĩ nhiên cái năng lượng của sự chân thành nó sẽ kết nối. Tuy nhiên là vì chúng ta đặt cái tâm của mình vào trong cái việc làm này, cho nên chúng ta có đủ cái sự tinh tế, cho nên chúng ta làm với mỗi người nó khác nhau. Chúng ta không có rập khuôn theo công thức. Ở đây chúng ta không làm theo công thức, mà chúng ta mỗi một người như vậy. Nếu mà chúng ta bắt đầu chúng ta suy nghĩ rằng là ồ, chúng ta thực sự biết ơn người mẹ chồng của mình, thì chúng ta sẽ quan tâm đến bà để xem cái bà thực sự thích cái gì. Biết ơn nó có thể thể hiện, nó có nhiều cái tầng khác nhau. Nó có nhiều tầng khác nhau. Ở cái tầng thấp thì chúng ta có thể chúng ta nhìn sâu vào mắt bà, chúng ta nói rằng chúng ta thực sự là biết ơn bà đã sinh ra cái người con trai của bà để bây giờ và là chồng của mình. Ví dụ như vậy đó. Vì những cái điều gì đó, vì những cái điều cụ thể đặc biệt nào đó. Ví dụ như là nhờ vào cái sự dạy dỗ của bà mà cái người chồng mình có những cái phẩm chất cao đẹp nào mà mình thực sự là mình rất là kính trọng, mình rất là trân trọng. Ví dụ như vậy thì cái người mẹ chồng đó sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì bà biết rằng là bà đã tạo ra được cái giá trị gì. Hoặc là chúng ta có thể mua những cái quà bà thích. Chúng ta hiểu rằng là bà thích cái quà gì như thế nào đó, chúng ta có thể mua quà cáp cho bà. Chúng ta có thể làm những cái việc như vậy tùy vào cái người kia. Nếu mà chúng ta có đủ cái tâm chân thành biết ơn thì chúng ta sẽ tìm được cái cách để mà chúng ta kết nối. Và đó cũng là một cái tầng đó là ở một cái tầng vật chất, cái tầng nó ở cũng ở tầng trung thôi. Còn cái tầng cao hơn nữa, đó là khi mà chúng ta có thể kết nối cái này thì tùy vào đối tượng và tùy vào cái mức độ theo chiều sâu đó. Tức là ban đầu chúng ta có thể đi ở cái tầng thấp, nhưng mà rồi chúng ta đi lên cái tầng cao đó. Ví dụ như bố mẹ chúng ta đi. Có thể chúng ta ngồi chúng ta tâm sự với bố mẹ và chúng ta hỏi là không biết là ở trong cái cuộc đời này có ai là những cái người ơn của bố mẹ mà bố mẹ cảm thấy rằng là mình đã chưa có cái trả ơn được, hay chưa có làm được một cái gì đó. Và chúng ta thực hành cái việc đó. Ví dụ như là bố mẹ nói là hồi đó nó có một cái người ơn ở đâu đó xa lắm mà lâu rồi không có liên lạc được, không có kết nối được, và rất là muốn biết ơn, muốn nói một cái lời cảm ơn cái người đó mà cũng không có đủ cái nhân duyên. Thì chúng ta sẽ tìm cách, chúng ta cứ khởi tâm lên đi, tâm khởi thì duyên khởi. Cho nên là chúng ta khởi tâm lên là chúng ta có thể chúng ta giúp cho bố mẹ mình để mà trả ơn cho những người ơn của họ như thế nào. Thì khi mà chúng ta mở rộng ra như vậy đó, đó là một cái tầng cao của lòng biết ơn. Và khi mà chúng ta làm cái điều đó, chúng ta sẽ nhìn thấy cái niềm hạnh phúc của bố mẹ mình, của những cái người ở xung quanh mình như thế nào. Ví dụ như là mình chở mẹ mình đi tới thăm một cái người mà lâu lắm rồi, một cái người ơn, một cái người bạn thân, một cái người rất quý mà lâu lắm rồi không có dịp chẳng hạn. Ví dụ như vậy, mình có thể chuẩn bị sẵn quà cáp cho mẹ mình, làm cái gì đó. Thì đó cũng là một cái cách để mà chúng ta thể hiện cái lòng biết ơn của mình mà theo cái cách mở rộng ra. Cho nên là Bảo Anh yên tâm, mình sẽ tâm trí của mình sẽ dẫn đường khi mà mình khởi cái tâm như vậy. Và đừng sợ rằng là ôm mình làm vậy thì người ta sẽ cảm thấy là nó lố hay nó quá. Khi mình nghĩ như vậy, khi mà mình không có cái sự chân thành thì mình sẽ sợ cái điều đó.
Còn khi mình chân thành thì không có gì phải sợ hết, và mình tinh tế để mà mình nhìn ở xung quanh và mình biết à, cái người này thích cái gì, cái người kia thích cái gì. Và khi mà chúng ta nói cái lời biết ơn, cái này bài cuối chúng ta sẽ học, bài cuối cùng của cái chương trình này, chúng ta sẽ học rằng là à, biết ơn từ những cái điều rất nhỏ. Cụ thể là như thế nào? À, một cái người bạn mà thời xưa lắc nào đó tặng cho mình một cái món quà gì đó, đến bây giờ mình vẫn còn nhớ về cái điều đó. Và khi mình nhắc lại, có thể bạn quên mất cái chuyện đó luôn, nhưng mà khi mình nhớ, mình nhắc lại, thì khi mình nói cái điều đó ra, bạn sẽ vô cùng hạnh phúc và bạn sẽ thấy được cái giá trị của cái lời nói của mình. Mình đem một cái điều cụ thể ra để nói, chứ đừng nói chung chung. Nói chung chung thì người ta sẽ thấy là ô, mình không biết học ở đâu ra cái kiểu cạch cỏm hay là sáo rỗng hay cái gì đó. Ngay cả người thân trong gia đình mình cũng vậy nha, ngay cả với chồng, với bố mẹ cũng vậy. Mình cụ thể một cái điều gì đó thì tự nhiên họ mới cảm nhận được cái lòng biết ơn của mình. Còn mình nói biết ơn anh vì tất cả là sẽ thấy là không biết tất cả là cái gì. Nhưng mà nó cụ thể, nó cụ thể là đã làm một cái gì đó cho mình và mình nhớ về cái điều đó, thì cái điều đó làm cho người ta hạnh phúc, được không ạ? Dạ rồi, cảm ơn Bảo Anh. Dạ vâng, rất là cảm ơn cô. Và trước khi em muốn dừng lại thì em muốn nói thêm một điều rằng là khi mà học về cái bài biết ơn của cô ấy, thì một cái điều mà nó phản ứng ngay lập tức, tức là mình cảm thấy mình hiền hơn. Mình cảm thấy mình hiền hơn, mình cảm thấy mình bình an hơn. Và nhìn xung quanh thì rõ ràng là, ví dụ bảo anh ví dụ như là khi mà mình mua một cái tivi mới thì lúc mua mình rất là hồ hởi, rất là chú ý, rất là thích thú, rất là nhiều cảm xúc. Nhưng mà chỉ một tuần sau hay một tháng sau thì mình lại quên cái sự có mặt của cái tivi ở đó. Và nhìn xung quanh lại trong nhà mình cũng thế. Khi mà mỗi một cái việc, mỗi một cái sự vật, sự việc gì nó xuất hiện, rõ ràng nó có một cái lý do, hoặc là ban đầu mình đã chú ý, đã thích và đã mong cầu, đã có nó. Và khi nó xuất hiện một thời gian thì nó gần như lại bị lãng quên, mặc dù nó hiện ngay ở trước mắt mình. Chính vì thế mà tự nhiên bảo anh thấy rằng là cũng lại không có nhiều cái nhu cầu để mua những thứ mới nữa, mà mình lại đang trân trọng những cái gì mình đang có đây rồi. Mình lại thấy nó có quá nhiều, nhiều thứ quá rồi. Nên là ngay cả cái việc quần áo thì nên là một cái điều ngay lập tức nghĩ rằng là sẽ không cần phải mua sắm quá nhiều, mà mình hãy trân trọng những cái gì mình đang có, mình đã thấy mình đủ đầy rồi. Vâng, rất là cảm ơn, biết ơn cô một lần nữa, biết ơn cả nhà đã lắng nghe. Vâng. Dạ, em rất là cảm ơn chị Bảo Anh vì những chia sẻ chân thành của chị ạ. À, có một cái câu nói mà lúc trước em cũng được cô Thiên Trang động viên, mỗi khi mà em nói rằng là em không thật sự là em không phải là người nói hay, nói giỏi, thì cô nói rằng là cứ hãy nói bằng cái trái tim của mình. Những cái gì mà chúng ta nói từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim mà. Và đây là cái câu nói em cũng xin nhắc lại để động viên chị Bảo Anh khi mà chị muốn thể hiện cái lòng biết ơn của mình đối với tất cả mọi người xung quanh mình. Em rất biết ơn chị. Dạ, và em xin mời một bàn tay nãy giờ chờ đợi rất là lâu rồi, đúng không ạ? Đã, em mời chị Nguyễn Ngọc Sâm ạ. Sâm xin kính chào thầy Thái, kính chào cô Thanh Trang, kính chào toàn bộ thầy cô, các anh chị em ở trong FE. Sâm, mọi người đã nói quá nhiều những điều hay. Chắc là ở trong Zoom hôm nay, tất cả chúng ta đều thấy là bài học hôm nay chắc là phải nghe đi nghe lại một chục lần mới đủ. Mỗi câu, mỗi lời của cô đều quá hay đến mức mà có rất nhiều người muốn phát biểu nhưng mà sợ là nói không hay. Nhưng mà em không phải lên đây để nói điều hay. Cái câu của em nó sẽ không khéo, không hay, bởi vì em vốn không phải là người giỏi giao. Thành ra em chỉ nói lên với tất cả tấm lòng của mình. Em biết ơn thầy Thái đã tạo ra ở đây để cho tất cả chúng ta sáng sáng ngồi đây nghe mỗi ngày những điều hay, hay đến mức mà không thể nào mà không nói lên cái tấm lòng của mình được. Em xin biết ơn thầy Thái, biết ơn cô Thiên Trang, biết ơn những cái bài học này nó đã làm cho em trở nên thương vạn vật xung quanh, thương những món quà. Mà món quà đây là tượng sư tử. Vậy thì em có sư tử vàng rồi, em sẽ đi làm cho đẹp hơn. Em sẽ đi mạ vàng lên để mà mỗi ngày nhìn vào đó và coi như nó là cái biểu tượng. Rồi em sẽ làm lại những cái cây biết ơn mà em đã làm, nhưng mà nó chưa xong. Bây giờ em làm với tất cả cái trái tim, cái tình cảm của mình. Rồi em tâm đắc nhất hôm nay là cái quy tắc 80-20. Mỗi lần là chúng ta nhớ đó là quy tắc là 20-80. Chúng ta cứ tập trung vào 20 người khách hàng, hoặc là 20 người mà làm nên doanh số của công ty, 20 người rất giỏi.
khi mà em ký những cái bảng thu nhập, em nhìn thấy 80% những người đó thu nhập ít quá thì em trong lòng cũng thấy đau xót và cũng muốn làm sao nâng cái thu nhập của 80% lên để cho họ có cuộc sống tốt. Vì đằng sau của người đó là có cả những người thân của họ, mà họ đi làm thu nhập ít như thế này thì đằng sau đó là những người thân rất là khó khăn. Thì bây giờ em lại càng thấy là cái ý nghĩ của mình chỉ là một cái ý nghĩ thôi, bây giờ phải biến nó thành sự thật, phải biến làm sao cho cái 80% là những người công nhân viên, những người phần 80% những người lạ, những người khách hàng lạ trở thành những người mà được hưởng những cái dịch vụ của SM mình mang lại, những cái bài học hay của SM mang lại. Mặc dù bây giờ khả năng chia sẻ của mình chưa cao, tất cả mọi người chúng ta đều cảm thấy khó khăn, nhưng mà khó khăn chúng ta cũng cứ đi làm và cứ rút kinh nghiệm mỗi ngày như thầy Ken đã bảo thì chúng ta sẽ chia sẻ được và chúng ta sẽ làm cho ít hè của mình ngày càng đông hơn. Không biết là cái ý của em như vậy có đúng như ý mọi người không, nhưng mà dù sao thì em cũng đã được nói lên, biết ơn Mộng Hợp đã cho chị Sâm nói lên điều này và cảm ơn ban tổ chức, những người thầm lặng phía sau. Em Nam hàng ngày buổi sáng đã thức dậy để mở Zoom. Biết ơn mọi người, biết ơn và biết ơn. Rất là chúc mừng chị Sâm. Có một cái điều mà mình muốn chia sẻ với chị Sâm á, là cái sự kết nối từ trái tim á, cái sự kết nối mà hiệu quả nhất là từ trái tim đến trái tim, giống như Mộng Hợp mới vừa nói hồi nãy đó. Cho nên đó là cái sự chân thành của chị là cái âm nhạc hay nhất thế gian này rồi. Chị đừng có lo lắng cái chuyện là chị nói không hay, chị không cần phải nói điều đó luôn. Chị không cần phải nhắc lại điều đó. Chị chỉ hiểu rằng là có được cái sự chân thành là một cái phước báo vô cùng lớn. Chị phải gieo rất nhiều những cái hạt giống chân thật, chị mới có được cái sự chân thành ở trong cái nói của mình. Phải gieo rất nhiều những cái hạt giống trung thực. Cho nên là chị cứ sử dụng, tận dụng cái cơ hội đó của mình, tận dụng cái nhân duyên đó của mình, tận dụng cái hạt giống đó của mình để phát triển lên. Chứ không có cần thiết là phải lo lắng. Cũng bây giờ, từ bây giờ trở đi là cũng không cần phải nói với ai là ô mình nói không hay. Không sao cả, mình nói chân thành. Chị nói rằng là mình là một cái người chân thành, cho nên mình chỉ nói chân thật những cái gì từ trái tim của mình thôi. Như vậy là đủ, được không ạ? Được không chị? Dạ rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc cho doanh nghiệp của chị thành công ạ. Chị có một cái doanh nghiệp rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Dạ. Dạ, em rất là cảm ơn chị. Và em cũng xin chúc chị với chú sư tử vàng tuyệt đẹp mà chị đã để trước bàn làm việc của mình, chị sẽ trở thành một nhà tạo tác tuyệt vời, đúng không ạ? Dạ. Em cũng xin mời ban tổ chức cho em xin ít phút nữa để mời chị Nguyễn Thị Thương, vì chị cũng đã rất là kiên nhẫn chờ đợi từ nãy giờ. Dạ vâng. Xin mời chị Thương chia sẻ. Em chào cô Thiên Trang, thầy Thái, chị Đồng Hợp và cộng đồng SA nhà mình ạ. Thì hôm nay em vô cùng biết ơn thầy Thái đã tạo ra cộng đồng SA để em có cơ hội được gặp cô Thiên Trang. Hôm nay rất là biết ơn cô Thiên Trang bởi vì đã được gặp cô trong sự hiện diện trong cuộc đời của em. Và những bài chia sẻ của cô về lòng biết ơn, về lòng thiện nghiệp, người hạt giống thiện nghiệp. Và giọng nói của cô thì rất là truyền cảm. Em vô cùng biết ơn cô. Và thật sự khi mà thực hành cái lòng biết ơn á, thì em biết ơn. Thì cái lòng biết ơn của em là giống như mình cứ muốn cứ đến ngày biết ơn thì rất là máu cơ ghi ra cái biết ơn như thầy Thái kết hợp với ngũ nhân của mình. Và cái biết ơn thì em không vẽ ra được như con nói, nhưng mà khi kết hợp ngũ nhân ấy, thì em liên tưởng là cái yếu nhân là chính mình, của những năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước và một năm về trước, những năm trước là mình đã chưa có những cái trí tuệ, những cái nhận biết, những cái hiểu biết cái lòng biết ơn giống như hôm nay. Thì em đã biết ơn vô cùng và em cảm nhận là mình không hề có những người khác mà chính là mình là yếu nhân của mình. Và mình cảm thấy rất là biết ơn và cảm nhận như là có rất là nhiều cá nhân xung quanh mình đang hỗ trợ, đang giúp đỡ mình từ trước và đến nay và sau này nữa.
biết ơn cô Thiên Trang rất nhiều, biết ơn cộng đồng SE của mình đã phụng sự cho em hiện tại và tương lai, và tương lai em cũng sẽ phụng sự cho cuộc sống của mình và phụng sự cho SE và phụng sự cho xã hội sau này. Em biết ơn. Dạ, xin hỏi là cô có chia sẻ gì với chị Thương không ạ? Cảm ơn Thương rất là nhiều. Bây giờ thì mình nhìn thấy mình là yếu nhân, trước đây là yếu nhân rồi. Nhưng mà rồi khi mà mình học xong cái bài lòng biết ơn này, khi mình thực hành đó, thì mình thấy được rằng là mình đã có những cái hạt giống vô cùng đẹp. Mình đã có một cái hạt, những cái hạt giống mà mình đã gieo từ trước đó, đã gieo trong quá khứ. Những cái hạt giống nó vô cùng đẹp và vô cùng mạnh mẽ, và đó là cái nhân duyên mà mình có mặt để mình học những cái điều như thế này. Và sau này thì mình càng hướng ra bên ngoài để mình giúp đỡ nhiều người hơn, bởi vì xung quanh mình có rất nhiều người họ chưa có đủ cái nhân duyên như vậy, thì có rất nhiều người ở bên ngoài đó. Thì em sẽ từ từ, dần dần, từng bước, khi em thực hành thuần thục rồi thì em sẽ mở rộng ra và em sẽ giúp được nhiều người hơn, gieo duyên cho nhiều người hơn đến với cộng đồng như thế này, để mà được cùng học, được cùng lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp. Rất là chúc mừng Thương, chúc em càng ngày thì càng tinh tấn ở trên cái hành trình của mình, đúng không ạ? Rất là cảm ơn em. Thật là tuyệt vời, sáng hôm nay chúng ta đã cùng nhau nói lên được những lời biết ơn, và bản thân em cũng rất là hạnh phúc vì nhận cũng rất là nhiều lời động viên, chia sẻ yêu thương từ các bạn trong đội ngũ Zoom sáng, cũng như là tất cả mọi người đọc những cái dòng trên dòng chat thì thật là hạnh phúc. Và có lẽ thời lượng của chúng ta đến đây đã hết rồi. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, quý cô chú anh chị đã thật sự hiện diện trong chương trình sáng nay. Em cũng xin chúc cả nhà một ngày Chủ nhật tràn đầy năng lượng yêu thương, và Mộng Hợp cũng xin chào và hẹn gặp lại vào Chủ nhật tuần sau.